Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ. Tập 37. Chương 361, Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Viên Minh không định chém giết Tam Nhãn Ô Cưu, dù sao thì nó cũng là linh thú thuộc tính âm rất hiếm thấy. Có thể thi triển công kích thuộc tính âm lợi hại, con mắt thứ ba còn khám phá được huyễn thuật ngụy trang, để lại nuôi có giá trị hơn nhiều. Tuy rằng con thú này đã được lão giả áo xanh thu làm linh thú, rất khó hàng phục nó lần nữa, nhưng với thủ đoạn hồn tu của Viên Minh thì lại không có gì khó cả. Viên Minh không để ý con thú này, mà chuyển mắt nhìn về một tấm bình phong màu trắng rộng chừng 2 trượng, cao 1 trượng nằm ở trung tâm thạch thất. Bên trên bình phong là một bức thêu trong suốt nhìn rất sống động, có hình ảnh chừng 20-30 người đủ già trẻ trai gái, còn có cả thú vật nữa. Nam tử áo trắng, nữ quỷ mặc đồ đỏ mà Viên Minh đụng độ, còn cả quỷ đầu châu hắn từng chém giết đều có mặt trong này. Chẳng qua mấy người này cùng 7-8 người khác đều đã trở nên mờ nhạt đi, cực kỳ trái ngược với những bóng người vô cùng sống động và tươi sáng khác. Trên mặt đất mặt bên kia bình phong có 3 thi thể, là 3 người Phương Hữu Đình, Phong Thất, Nhã Tiên. Quái dị là thi thể cả 3 bắt đầu hòa vào trong bình phong như thể bình phong màu trắng này đang ăn thịt người, cắn nuốt thi thể 3 người từng chút một. Phong Thất và Nhã Tiên bị đưa tới trước nên đã bị nuốt tới phần đùi, còn Phương Hữu Đình vừa mới bị Tam Nhãn Ô Cưu mang đến nên chỉ có 2 chân dung nhập vào trong bình phong. Vậy mà có thể luyện hóa thi thể, chậc chậc, pháp bảo này thần kỳ thật. Hoa Chi cũng đi vào, nhìn thấy vậy bèn nói. Ừ, thứ này tên là Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, là bảo vật hiếm thấy, pháp bảo bình thường làm sao mà so được. Viên Minh nhìn bình phong màu trắng, chậm rãi nói. Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Chẳng lẽ những quỷ vật bên ngoài kia đều bị bức tranh này khống chế? Khống chế một lúc nhiều quỷ vật như vậy quả thật là trọng bảo. Hoa Chi chậc chậc khen, tay phóng ra một nhánh dây leo định chạm vào bình phong. Đừng chạm vào thứ đó. Bách Quỷ Dạ Hành Đồ này hung lệ vô cùng, ngoại trừ tế luyện người thì sinh linh nào tới gần cũng đều bị nó cắn nuốt hết thân thể và hồn phách, vĩnh viễn không được giải thoát. Viên Minh vội vàng ngăn Hoa Chi lại. Lợi hại vậy sao? Chủ nhân, bóng người mờ nhạt trên bức vẽ này hình như là quỷ vật đã chết thay cho lão già lúc nãy, chẳng lẽ lão đầu giết thế nào cũng không chết là nhờ bức bình phong này? Hoa Chi vội vàng thu dây leo lại, hỏi. Có chút liên quan, nhưng không hoàn toàn là nhờ bình phong. Viên Minh đáp. Từ trong trí nhớ lão giả áo xanh, hắn biết được hết thảy mọi chuyện liên quan tới thân phận của đối phương cùng với bức bình phong trắng này. Lão giả áo xanh tự xưng là Thiên Quỷ Tán Nhân, xuất thân từ một tông phái tên là Vu Nguyệt Giáo, bị người hãm hại mà phản giáo thoát đi, trở thành tán tu. Về phần bức bình phong màu trắng này có tên là Bách Quỷ Dạ, Hành Đồ cũng không phải Thiên Quỷ Tán Nhân luyện chế ra, mà là một kiện dị bảo vô tình tìm được trong táng hồn uyên từ nhiều năm trước. Bách Quỷ Dạ Hành Đồ hoàn toàn khác với pháp bảo bình thường khác. Thiên Quỷ Tán Nhân không cách nào cảm ứng được tất cả phù trận bên trong bức họa này, chỉ có thể dò xét được 4 đạo phù văn riêng lẻ nằm ở 4 góc bình phong. Phần sâu bên trong bức bình phong bị một lực lượng vô hình mạnh mẽ bao phủ. Những năm này lão đã nghĩ mọi cách phá giải nhưng vẫn vô ích. Sau này Thiên Quỷ Tán Nhân dứt khoát luyện hóa 4 đạo phù văn này, rồi sau một thời gian mò mẫm mới nắm giữ sơ sơ bức Bách Quỷ Dạ Hành Đồ này. Tuy rằng mới chỉ tế luyện 4 đạo phù văn nhưng Bách Quỷ Dạ Hành Đồ đã mang đến thần diệu không thể tưởng tượng được. Bức bình phong này có 2 năng lực. Thứ nhất là thu nhiếp quỷ vật. Bách Quỷ Dạ Hành Đồ như một cái túi linh thú, có không gian bên trong, có thể chứa quỷ vật. Bên trong Bách Quỷ Dạ Hành Đồ có lực lượng không gian cường đại, phạm vi thu nhiếp quỷ vật không nhỏ. Chỉ cần có quỷ vật bước vào cái phạm vi này sẽ không thể thoát khỏi bị bình phong này bắt lại. Bách Quỷ Dạ Hành Đồ nhốt quỷ vật lại, cũng có thể thả quỷ vật từ không gian bên trong ra ngoài. Hơn nữa còn có thể quyết định được vị trí thả chúng ra. Lúc trước nam tử áo trắng trúng huyễn thuật của Viên Minh, đột nhiên biến mất, sau đó lại ly kỳ xuất hiện bên cạnh Thiên Quỷ Tán Nhân, chính là lợi dụng năng lực này. Năng lực thứ hai của Bách Quỷ Dạ Hành Đồ là chuyển sinh quỷ linh, cũng có thể nói là năng lực trọng yếu nhất của Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Nó có thể luyện hóa thi thể và cả hồn phách của tu sĩ thành thể quỷ linh, trở thành quỷ nô trong Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Thực lực của quỷ nô bị chuyển hóa không suy giảm, năng lực lúc trước cũng được giữ lại không sai biệt gì, hơn nữa còn hoàn toàn bị chủ nhân bức họa này khống chế.
Tuy rằng bức này tên là Bách Quỷ nhưng số lượng quỷ nô bị chuyển hóa khống chế không chỉ dừng lại ở trăm con. Mấy năm nay Thiên Quỷ tán nhân luyện hóa đủ loại quỷ vật, trước đó còn giết chết toàn bộ người trong thành Địa Hà, luyện hóa ra hơn 1.000 quỷ nô mà vẫn còn xa mới đạt cực hạn. Viên Minh xem chừng Bách Quỷ Dạ Hành Đồ này thừa sức luyện hóa 4-5.000 con quỷ vật. Bách Quỷ Dạ Hành Đồ luyện hóa ra 3 cấp độ quỷ nô. Cấp đầu tiên là quỷ nô có cảnh giới yếu hơn chủ nhân. Thiên Quỷ tán nhân luyện hóa đa phần đều ở tầng này. Quỷ nô tầng thứ này cũng sẽ không xuất hiện trên bình phong. Cấp độ thứ hai là quỷ nô có cảnh giới tương đương với chủ nhân, những quỷ nô này sẽ hiện lên bình phong, hoàn toàn bị chủ nhân khống chế. Cấp độ thứ ba là quỷ nô có tu vi cao hơn chủ nhân. Quỷ nô này cũng xuất hiện bên trên bình phong nhưng chủ nhân lại không thể hoàn toàn khống chế được nó. Quỷ nô có tu vi cao hơn chủ nhân bao, nhiêu càng khó khống chế bấy nhiêu. Về phần thần thông bất tử của Thiên Quỷ tán nhân cũng là kết quả sau khi kết hợp giữa Bách Quỷ Dạ Hành Đồ cùng thần hồn hóa hình mà thành. Thần hồn hóa hình của Thiên Quỷ tán nhân là Tam Nhãn Hồn Cưu, có năng lực thế kiếp, có thể chuyển thương tổn của bản thể rời đến đối tượng bị Tam Nhãn Hồn phụ thể. Chẳng qua mỗi lần sử dụng năng lực này đều tiêu hao mất một con Tam Nhãn Hồn Cưu. Năng lực thế kiếp này tương đối huyền diệu, quan hệ giữa Thiên Quỷ tán nhân và đối tượng hồn cưu phụ thể càng chặt chẽ. Tình huống hai bên càng giống nhau thì hiệu quả thế kiếp càng lớn. Trước kia Thiên Quỷ tán nhân không có đối tượng chuyển rời thích hợp, chỉ có thể dùng năng lực này chuyển rời vài vết thương nhỏ trên thân thể. Sau khi đạt được Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, lão mới kinh hỉ phát cuồng. Thiên Quỷ tán nhân là hồn tu, quỷ nô mà Bách Quỷ Dạ Hành Đồ luyện hóa là hồn thể, khí tức tương tự với lão. Hai bên lại có khế ước chủ nô liên kết, phạm vi chuyển rời thương tổn tăng lên rất nhiều. Mà từ khi có Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, thực lực của Thiên Quỷ tán nhân tăng lên nhiều, không lần nào chiến đấu gặp phải bất lợi, lại không sợ bị thương, thậm chí đối mặt với đối thủ cao hơn một tầng cũng căn bản không có gì sợ hãi. Nhưng mà phúc họa đi cùng, từ sau khi Thiên Quỷ tán nhân có được Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, thực lực gia tăng lên, tính cách dần trở nên kiêu ngạo tự đại nên hôm nay mới chết dưới tay Viên Minh, người mà lão căn bản không cần phải để tâm. Viên Minh trầm ngâm, sau đó bấm tay điểm ra một đạo kiếm khí chui vào trong túi linh thú. Trên trán của Thiên Quỷ tán nhân hôn mê bất tỉnh trong túi xuất hiện thêm một lỗ máu, khí tức hoàn toàn tiêu tán. Nhưng rất nhanh lão lại phục sinh, Viên Minh lại lần nữa phóng một đạo kiếm khí khác ra chui vào trong túi linh thú. Thông qua siêu hồn hắn tính ra có lẽ thần hồn hóa hình của Thiên Quỷ tán nhân đã dùng hết, không cách nào dùng được năng lực thế kiếp nữa. Quả nhiên sau khi trán của Thiên Quỷ tán nhân bị thủng một lỗ, khí tức lão nhanh chóng tan biến, không còn phục sinh lại nữa. Trên Bách Quỷ Dạ Hành Đồ tản ra huyết vụ nhàn nhạt, là tinh huyết và pháp lực Thiên Quỷ tán nhân lưu lại. Quỷ nô bên ngoài mất đi chủ nhân khống chế đều trở nên an tĩnh, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên, nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi đây. Không chỉ quỷ vật bên ngoài mà trên Bách Quỷ Dạ Hành Đồ cũng nổi lên vầng khí đen, rồi đám quỷ nô kết đan kỳ mà ra cũng nhanh chóng thoát khỏi trong bình phong mà chạy trốn. Viên Minh không ngăn cản, những quỷ nô này chạy không xa, cũng không thể thoát được trói buộc của Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, sau này hắn bắt từng con trở lại là được. Hắn cắt đứt ngón tay, một giọt tinh huyết rơi trên bình phong màu trắng rồi nhanh chóng thấm vào bên trong. Giữa hắn và Bách Quỷ Dạ Hành Đồ lập tức sinh ra một mối liên hệ huyền diệu, không có cảm giác xa lạ nào. Viên Minh triệu hoán Kim Cương ra, để Y và Hoa Chi canh giữ bên ngoài thạch thất. Hắn lại mở thêm một tầng cấm chế phòng hộ bên trong, sau đó mới lấy Thâu Thiên Đỉnh ra. Hắn nắm lấy Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, vận pháp lực, đưa thần thức thăm dò vào bên trong Thâu Thiên Đỉnh. Ngay tiếp đó hắn mang theo cả Bách Quỷ Dạ Hành Đồ cùng tiến vào trong không gian Thâu Thiên Đỉnh. Viên Minh ngồi xuống đài sen Bạch Ngọc, bấm niệm pháp quyết tế luyện Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Hồn lực của hắn tăng vọt gấp 10 lần, cộng thêm kinh nghiệm tế luyện trước đây của Thiên Quỷ tán nhân, hắn nhanh chóng luyện hóa xong một đạo phù văn. Liên hệ giữa hắn với Bách Quỷ Dạ Hành Đồ lại càng chặt hơn. Viên Minh không tiếp tục luyện hóa bức tranh này mà lấy thi thể Thiên Quỷ tán nhân ra, ném vào bên trong Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Trong bình phong tuôn ra một luồng ánh sáng trắng âm hàn quấn lấy thi thể Thiên Quỷ tán nhân, kéo vào trong bức tranh, nhanh chóng luyện hóa sạch sẽ. Sau một lát, Bách Quỷ Dạ Hành Đồ đã luyện hóa xong thi thể Thiên Quỷ tán nhân cùng đám người Phương Hữu Đình, Phong Thất. Bốn bóng người dần hiện lên trên bình phong, càng lúc càng rõ nét. Cảnh giới pháp tu của Thiên Quỷ tán nhân bị Viên Minh dùng phù văn nguyền rủa cưỡng ép đánh rơi xuống luyện khí kỳ.
nhưng thần hồn lực của người này cường đại dị thường, nhiều lần suy yếu nhưng hồn lực vẫn còn ở cảnh giới tình vu, cho nên vẫn xuất hiện trên bức bách quỷ dạ hành đồ. Viên Minh nhắm mắt cảm ứng thiên quỷ tán nhân biến thành quỷ nô, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Thiên quỷ tán nhân hóa thành quỷ nô vẫn còn giữ được một nửa năng lực lúc còn sống, vẫn có thể thi triển ra được một vài thủ đoạn hồn tu, trong đó có năng lực thế kiếp mà hắn cực kỳ coi trọng. Năng lực thế kiếp chẳng những chuyển rời thương tích của bản thân lên người khác, ngược lại có thể chuyển thương tích của người khác lên bản thân mình. Có năng lực này của thiên quỷ tán nhân, sau này xem như hắn lại có thêm một mạng trong chiến đấu, là năng lực mà không có pháp bảo hay pháp khí nào của hắn hiện tại có được. Viên Minh lại cảm ứng ba người Phương Hữu Đình biến thành quỷ nô, thấy được tu vi cả ba đều không thay đổi, năng lực cũng được giữ lại nhưng đều tương đối bình thường, không có gì đặc sắc. Đáng để ý nhất trong đó là Phương Hữu Đình, trước kia ông ta tu luyện công pháp lôi điện, hôm nay chuyển hóa thành quỷ thể, tử lôi trong cơ thể đã biến thành âm lôi. So với dương lôi hung mãnh bá đạo đầy tính công kích thì âm lôi tựa hồ quỷ dị hơn, có thể ăn mòn kinh mạch người khác, còn hiệu quả cụ thể thế nào cần phải thử nghiệm thêm mới biết được. Chương 362, Đồng Căn Đồng Nguyên. Viên Minh định thần lại, cầm pháp khí chữ vật của bốn người lên dò xét qua một lần. Ba người Phương Hữu Đình, Phong Thất, Nhã Tiên đều là trường khách khanh của Linh Phù Tông nhưng cũng chỉ là tán tu, toàn thân ngoài một kiện pháp bảo thì không còn nhiều thứ đáng giá, cũng không có nhiều linh thạch. Ba người cộng lại mới chỉ có 6-7 vạn khối. Trong túi chữ vật của thiên quỷ tán nhân còn có nhiều đồ hơn ba người Phương Hữu Đình nhiều, chỉ linh thạch đã có tới hơn 10 vạn khối. Còn pháp bảo thì ngoài quải trượng màu đen còn ở bên ngoài, lão còn có ba kiện pháp khí khác. Ba kiện đó là một vòng tròn màu lam, một thanh kiếm mảnh màu vàng cùng với một ngọn giáo ngắn cũng màu vàng kim. Vòng tròn màu lam là một loại pháp bảo giam cầm có uy lực không nhỏ. Thanh kiếm mỏng màu vàng và ngọn giáo ngắn là pháp bảo công kích uy lực cũng không tệ. Ngoài ra lão còn có một ít đan dược chân quý, linh tài, ngọc giản các loại. Viên Minh không để ý mấy thứ kia, chỉ cầm hai miếng ngọc giản ra, chui thần thức vào bên trong. Hai miếng ngọc giản này, trong một miếng ghi lại công pháp tu luyện của thiên quỷ tán nhân, là một loại công pháp thuộc tính âm tên là mị ảnh âm công có uy lực cực lớn. Nhưng tu luyện công pháp này càng thâm sâu thì thân thể sẽ càng chuyển hóa thành mị ảnh chi thể. Ngọc giản còn lại thì ghi chép một loại công pháp hồn tu của thiên quỷ tán nhân có tên là Huyền Nguyệt Quyết, nhìn qua cực kỳ huyền diệu, tựa hồ không thua kém gì Minh Nguyệt Quyết. Viên Minh không khỏi cảm thấy hứng thú bèn cẩn thận xem qua bản chép nội dung Huyền Nguyệt Quyết. Vậy mà thấy rất tương đồng với Minh Nguyệt Quyết, từng hàng chữ trong đó đều toán ra cảm giác như cả hai có cùng nguồn gốc. Chẳng lẽ Minh Nguyệt Quyết có liên quan tới Vu Nguyệt Giáo sao? Viên Minh âm thầm suy đoán. Từ ngọc giản này, có lẽ thiên quỷ tán nhân lại không biết nhiều về giáo phái xuất thân của mình, chỉ biết vài tin tức bề nổi, thế này cũng quá không bình thường. Nói thế nào thì thiên quỷ tán nhân cũng đã tu luyện tới kết đan kỳ ở Vu Nguyệt Giáo, không thể nào không có hiểu biết gì về tông môn của mình chứ. Viên Minh khẽ trầm ngâm, rồi triệu hồi ba người Phương Hữu Đình, Phong Thất, Nhã Tiên ra ngoài. Chủ nhân, ba người đờ đẫn khom mình hành lễ với Viên Minh. Từ sau khi chuyển hóa thành quỷ nô, cảm xúc tu sĩ sẽ bị tiêu trừ phân nửa, chỉ còn lại linh trí và trí nhớ sau này mà thôi. Ba người các ngươi có biết đến tông phái Vu Nguyệt Giáo này không? Viên Minh hỏi. Biết, Vu Nguyệt Giáo là một tông môn ở Bắc Mạc, chuyên bồi dưỡng hồn tu, là nơi khởi nguyên của hồn tu, đã từng vô cùng phồn thịnh. Giọng nói của Phương Hữu Đình không chút biến đổi đáp. Nơi khởi nguyên của hồn tu, Viên Minh lắp bắp kinh hãi. Vu Nguyệt Giáo vậy là mà nơi phát sinh hồn tu, như vậy công pháp Huyền Nguyệt Quyết truyền thừa của giáo phái này đương nhiên sẽ không tệ, chả trách lại tương tự với Minh Nguyệt Quyết như thế. Hẳn cũng là có quan hệ đồng nguyên đi. Tịch Ảnh tinh thông Minh Nguyệt Quyết, chẳng lẽ nàng có liên quan tới Vu Nguyệt Giáo? Nếu Vu Nguyệt Giáo là nơi phát sinh hồn tu, hẳn phải có thanh danh hiển hách, làm sao trước kia ta lại chưa từng nghe nói qua? Viên Minh khó hiểu. Vạn năm trước quả thật Vu Nguyệt Giáo có thanh danh hiển hách, chẳng qua môn phái này là tông môn hồn tu, hành vi tà ác, vì truy cầu sức mạnh có thể không để ý tới bất kỳ lệnh cấm nào của tu tiên giới. Đa số môn hạ đệ tử đều là những kẻ vạn ác không từ, đồ thành diệt tộc, không việc xấu nào mà không làm. Sau này đã khiến rất nhiều người tức giận, Trường Xuân Quan ở Đại Tấn mới liên hợp giới tu tiên ở Tây Vực, Đông Hải, Nam Cương tiến hành quét diệt,
rốt cuộc đã diệt trừ hoàn toàn. Hôm nay thiên hạ đã không còn bao nhiêu người nhớ tới Vu Nguyệt giáo nữa. Ta tình cờ đọc được một quyển điển tịch ghi chép về Vu Nguyệt giáo nên mới biết được một chút. Phương Hữu Đình nói tiếp, Viên Minh nghe vậy âm thầm cười khổ. Hóa ra thanh danh hồn tu chênh lệch như vậy, hầu như đã thành chuột chạy qua đường đều là bắt nguồn từ Vu Nguyệt giáo này. Hắn chợt cau mày. Căn cứ theo lời Phương Hữu Đình thì Vu Nguyệt giáo đã bị diệt trừ từ vạn năm trước, thế nhưng Thiên Quỷ Tán Nhân lại xuất thân từ giáo phái này. Chẳng lẽ Vu Nguyệt giáo không tan thành mây khói mà vẫn bí mật truyền thừa xuống? Ngươi vẫn còn giữ lại quyển điển tịch về Vu Nguyệt giáo kia không? Viên Minh nhìn Phương Hữu Đình hỏi. Không còn, ta đã bán quyển điển tịch đấy cho người khác mấy năm trước rồi, chẳng qua vẫn còn nhớ rõ phần lớn nội dung. Ngươi ghi chép phần nội dung còn nhớ vào đây cho ta. Viên Minh lấy một miếng ngọc giản trống đưa cho Phương Hữu Đình. Ông ta nhân lấy ngọc giản, bạch quang trên tay chớp lóe liên tục, sau đó nhanh chóng đưa trả lại ngọc giản. Viên Minh đưa thần thức chui vào bên trong, sắc mặt dần dần chuyển sang ngưng trọng. Theo nội dung trong này, thế lực Vu Nguyệt giáo năm đó vô cùng khổng lồ, chẳng những độc bá toàn bộ Bắc Mạc mà còn vươn tay vào Trung Nguyên, Đông Hải, Tây Vực, thậm chí đến cả Nam Cương. Vu Nguyệt giáo khác với mấy môn phái như Trường Xuân Quan, Ngũ Lôi Tông, dùng hình thức tôn giáo quản lý môn phái, phàm nhân cũng gia nhập trong đó. Đẳng cấp trong giáo rất xâm nghiêm, theo thứ tự từ thấp lên cao là giáo chúng phổ thông, giáo sứ, ti chiếu, pháp vương, tôn giả rồi cuối cùng đến Vu Nguyệt thần chí cao vô thượng. Giáo chúng Vu Nguyệt giáo sùng bái và tín ngưỡng cuồng nhiệt vào Vu Nguyệt thần. Địa vị giáo chúng trong giáo cũng được sắp xếp theo thực lực cao nhất, cũng chính là người có cống hiến cho Vu Nguyệt thần nhiều nhất. Đúng là tông phái cổ quái. Viên Minh thầm nghĩ, Vu Nguyệt giáo là khởi nguyên của hồn tu. Cảnh giới hồn tu cũng theo Vu Nguyệt giáo phân chia mà ra. Bên trong ngọc giản có ghi lại danh xưng các cảnh giới hồn tu như lúc trước hắn từng được biết, chia làm mấy cảnh giới như hồn vu, huyễn vu, tình vu tương ứng với các cấp độ luyện khí, trúc cơ, kết đan. Bên trong ngọc giản cũng giới thiệu hàm nghĩa của tên gọi cảnh giới hồn tu. Gọi là hồn vu chính là hồn tu bước đầu rèn luyện thần hồn hoàn thành thần hồn hóa hình. Hồn lực của hồn tu tiến thêm một bước nữa, có thể phát tán ra ngoài, thi triển huyễn thuật chính, là cảnh giới huyễn vu. Huyễn vu tiến thêm một bước nữa, cảm giác được biến hóa của cảm xúc, thậm chí khống chế được tình cảm thì sẽ tới tình vu. Nhìn đến đây Viên Minh mới bừng tỉnh, kết hợp với bản thân cảm ngộ được trong tu luyện Minh Nguyệt Quyết mà đã hiểu thêm về hồn tu sâu hơn một chút. Bên trong ngọc giản còn nhắc tới một cảnh giới phía trên tình vu được gọi là miên vu. Thế nhưng trong ngọc giản lại không giới thiệu kỹ về cảnh giới này, chỉ nói sơ qua rằng miên vu có thể khống chế mộng cảnh cùng ký ức của người khác, đáng sợ hơn tình vu nhiều. Khống chế ký ức? Chẳng lẽ trí nhớ của Thiên Quỷ Tán Nhân bị người khác động tay chân? Xóa bỏ những chuyện có liên quan đến Vu Nguyệt giáo. Viên Minh cảm thấy rùng mình, càng thêm kiêng kỵ giáo phái này. Hắn cất ngọc giản đi, thu mấy người Thiên Quỷ Tán Nhân, Phương Hữu Đình vào Bách Quỷ Dạ Hành đồ lại, rồi thu cấm chế pháp trận trong thạch thất cùng Tam Nhãn Ô Cưu lại, sau đó mang theo Hoa Chi cùng Kim Cương bay ra bên ngoài. Đám quỷ nô bị giam cầm bên trong Bách Quỷ Dạ Hành đồ đã chạy trốn, toàn bộ trong động quật trong lòng đất đã không còn một bóng quỷ. Cây quải trượng màu đen của Thiên Quỷ Tán Nhân vẫn còn ở nơi này, còn khôi phục lại hình thái quải trượng bình thường. Hắn cầm trượng lên, vận khởi thần thức dò xét, sau đó trở nên vui vẻ. Từ trong trí nhớ của Tán Nhân, Viên Minh biết được cây trượng này được luyện chế từ xương sống lưng giao long cấp 4, lại có bỏ thêm không ít linh tài thuộc tính âm. Trong quải trượng có khắc tới 7 đạo phù văn, uy lực cường đại, thiện về làm ô uế pháp bảo. Khó trách mấy pháp bảo như bạch sắc cốt đao, kim dương xích căn bản không phải là đối thủ của nó. Viên Minh cất quải trượng màu đen lại, không tế luyện nó bởi trước mắt việc bắt lại đám quỷ nô đã bỏ chạy quan trọng hơn. Dù sao chúng nó là một lực lượng cường đại không thể để mất được. Hắn lấy Bách Quỷ Dạ Hành đồ ra cảm ứng tung tích của đám quỷ nô kia, mắt hắn chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn vốn tưởng đám quỷ nô kia chạy trốn tứ tán mất, không ngờ hầu hết lại đang tụ tập tại một nơi nào đó dưới lòng đất, cách động quật không xa, tựa hồ như bị thứ gì đó hấp dẫn. Viên Minh thúc giục độn địa phù đuổi tới, trước mắt hắn chợt sáng bừng, một cái hang ngầm xuất hiện trước mặt hắn. Nơi đây nồng đậm âm khí, thần thức còn bị hạn chế hơn cả lúc ở trong động quật của Thiên Quỷ Tán Nhân. Dưới nền hang ngầm này còn có một vết nứt rộng vài trượng, hắc khí bên trong tràn ra ngoài, trong đó còn kèm theo huyết quang nhàn nhạt.
đám quỷ nô bên trong bách quỷ dạ hành đồ đều vây quanh khe nứt đó, tham lam hút lấy những hắc khí kia và huyết quang kia. Đây là... Viên Minh càng thêm kinh ngạc. Hắn không thấy được cái khe nứt này trong trí nhớ của thiên quỷ tán nhân. Nơi đây cách động quật cư trú của thiên quỷ tán nhân không xa, nếu có từ trước thì hẳn lão ta đã biết rồi. Chẳng lẽ là nó chỉ mới xuất hiện gần đây? Đám quỷ nô gần khe nứt cảm ứng được Viên Minh tới đây, nhìn thấy bách quỷ dạ hành đồ đều lộ ra vẻ sợ hãi mà nhanh chóng chạy ra xa. Viên Minh mỉm cười, thúc giục bách quỷ dạ hành đồ, tia sáng trắng từ bình phong nở rộ ra. Nhưng vào lúc này, mặt đất dưới chân Viên Minh bỗng nhiên rung lắc dữ dội, thạch nhũ trên đỉnh động liên tiếp rơi đập xuống. Tiếng nổ từ bốn phương tám hướng vang lên như tiếng ác quỷ gầm gừ, âm sát khí nồng đậm cuồn cuộn mà đến, thậm chí còn cắn nuốt cả bạch quang bắn ra từ trên bách quỷ dạ hành đồ. Viên Minh thầm dùng mình, không quan tâm đến chuyện bắt đám quỷ nô nữa mà vội vàng thúc giục độn quang bay ra ngoài. Đột nhiên có một luồng sáng màu đỏ tươi bắn ra từ dưới khe nứt, nháy mắt đã xuyên qua màn xương sát khí, cuốn lấy tất cả quỷ nô. Đám quỷ nô bị luồng sáng bao lấy bắt đầu kêu gào chói tai, thân thể bọn họ nhanh chóng tan rã trong luồng sáng đỏ tươi, chốc lát sau đã hoàn toàn tiêu tán mất. Luồng sáng đỏ tươi cắn nuốt hết đám quỷ nô, tựa như còn chưa đủ bèn tiếp tục cuốn về phía Viên Minh. Viên Minh quay đầu lại nhìn thấy một màn kinh người này bèn vội vã tăng tốc lên mà chạy trốn. Có điều trong tích tắc sau, luồng sáng đỏ tươi cũng đã quấn lấy thân thể của hắn. Sau khi bị luồng sáng bao bọc, pháp lực toàn thân hắn lập tức bị áp chế không thể thi triển ra bất kỳ thuật pháp gì, thậm chí đến thần thức cũng không cách nào thò ra khỏi luồng sáng. Có lẽ thân thể hắn không phải là quỷ linh nên không nhanh chóng tan rã như đám quỷ nô, chẳng qua một mực bị trói buộc không cách nào nhúc nhích được. Sau khi kéo Viên Minh vào bên trong, luồng sáng càn quét xung quanh vài vòng, không phát hiện vật sống cùng vong hồn nào nữa bèn rút nhanh về, biến mất sau kẽ nứt. Cùng lúc đó, bên ngoài hang động, hắc khí nồng đậm cuộn xoắn phóng lên cao, đụng vào mây đen trên bầu trời, như thể một cây cột chống trời. Vờn quanh cột lại có gió lạnh cũng lôi điện, quấy động linh khí trong táng hồn uyên khiến tất cả yêu thú đều lâm vào cuồng loạn. Trong lúc nhất thời, trong táng hồn uyên dậy lên tiếng thú kêu quỷ gào không ngừng, ảnh hưởng đến cả tu sĩ kết đan tới đây săn thú tầm bảo. Có vài người đang khổ sở chiến đấu với yêu thú nghe vậy mà thoáng thất thủ bị đánh bại, bị yêu thú mà xé thành mảnh nhỏ. Những người khác cũng vội vàng thoát khỏi đối thủ, ai nấy đều bay lên không trung, nhìn thấy hắc khí ngút trời mà kinh ngạc không hiểu làm sao, cũng không biết tại sao táng hồn uyên lại nảy sinh biến hóa thế này. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 363, năm bức bích họa. Dưới ánh nhìn chăm chú của chúng tu sĩ bên trong táng hồn uyên, hắc khí ngút trời này bắt đầu nảy sinh biến hóa. Nó lại bắt đầu dần dần biến thành màu trắng, như thể đang có thứ gì đó tinh lọc sát khí bên trong. Một màn này khiến các tu sĩ vây xem mà ngạc nhiên, vẻ mặt cũng biến đổi khác nhau. Có người ánh mắt lập lòe liên tục, lộ ra vẻ khó tin, có người thì nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cột hắc khí ngút trời này như thể muốn nhìn thấy bên trong, khám phá ra nguyên nhân. Một lúc sau, âm phong và sát lôi lượn lờ quanh cột sát khí ngút trời nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó là cơn sóng linh khí nồng đậm, lấy cột hắc khí cao ngất làm trung tâm mà khuếch tán ra bên ngoài. Từng lớp như thể sóng nước tản ra khắp táng hồn uyên, khiến tinh thần của các tu sĩ đều chấn động. Ước chừng hơn 10 hơi thở qua đi, hắc khí ngút trời đã hoàn toàn biến thành linh quang màu trắng nhạt, thậm chí xé tan cả màn mây đen quanh năm phủ kín bầu trời táng hồn uyên, mang đến mảnh thổ địa đầy sát khí này màn ánh sáng mặt trời hiếm hoi mới gặp được. Mà trong luồng linh quang đấy, một tòa cung điện hùng vĩ chừng trăm trượng từ trong vực sâu chậm rãi bay lên. Toàn bộ cung điện đều làm bằng ngọc thạch, dưới ánh mặt trời chiếu rọi mà ánh lên linh quang màu tím nhàn nhạt như mộng như ảo lượn lờ khắp cung điện khiến người khác không khỏi khao khát. Phủ đệ tiên nhân, có phủ đệ tiên nhân hiện thế. Các tu sĩ kết đan trong táng hồn uyên thấy cảnh tượng như vậy lập tức kinh hỉ vạn phần. Có người nôn nóng thúc giục độn quang bay về phía cung điện như sợ chậm chân sẽ bị người khác đoạt mất cơ duyên tạo hóa. Khi bọn hắn vừa đến gần đã bị linh quang bao phủ bên ngoài cung điện cản lại. Dù có thi triển bất kỳ thuật pháp hay thúc giục pháp bảo gì cũng không thể nào đột phá được tầng linh quang này để đi vào. Có mấy tu sĩ chưa từ bỏ ý định vẫn còn thử tiếp,
Thế nhưng nhiều người đã bắt đầu ý thức được có lẽ tiên phủ còn chưa tới thời điểm chính thức mở ra. Bọn họ do dự một chút, sau đó thi triển thần thông pháp quyết hoặc thúc dục pháp khí phù triện liên hệ với tông môn gia tộc hoặc các hảo hữu của mình. Sau đó mỗi người sẽ tìm một chỗ ngồi, an tĩnh chờ đợi thời cơ tiến vào. Cùng lúc đó, quanh người Viên Minh bị luồng sáng đỏ tươi bao vây, chỉ cảm thấy xung quanh là một vùng đỏ thẫm, ngoài ra hắn không cách nào nghe được bất cứ âm thanh gì. Cũng không cách nào dùng nhận thức xuyên thấu qua luồng sáng, như thể đã bị ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới. May mà hắn phát hiện ngoại trừ hành động cùng cảm giác bị hạn chế ra, thì hắn cũng không bị ảnh hưởng gì khác nữa, tình cảnh coi như an toàn. Hắn ép buộc bản thân chấn định lại, dựa vào thần hồn cường đại đã mơ hồ cảm giác được mình đang ở trong luồng sáng, đang bị kéo đi về một hướng nào đó. Hắn cũng vô lực chống cự, chỉ có thể xuôi theo, chỉ là trong lòng vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Lúc này Viên Minh đã khôi phục năng lực hành động, pháp lực cũng được khôi phục lại. Hắn lập tức phun ra diệt hồn kiếm bảo vệ thân thể, gọi phi toa bạch ngọc ra kéo cả người hắn lại, đồng thời đưa mắt cùng thần thức, nhanh chóng dò xét khắp nơi. Nơi này rõ ràng đã không còn là dưới đáy táng hồn uyên nữa, mà bản thân hắn tựa hộ như đang ở trong một đại điện trống trải xa lạ, xung quanh u ám lại vô cùng yên tĩnh. Viên Minh khống chế phi toa bạch ngọc chậm rãi đáp xuống. Lúc đến gần mặt đất, hắn giơ tay lên thả kim cương ra ngoài. Kim cương nặng nề rơi xuống đất phát ra một tràng tiếng vang ầm ầm vang vọng khắp đại điện. Vừa đứng vững người, y đã giữ song quyền trước ngực thủ thế, ánh mắt tìm tòi khắp nơi tùy thời chuẩn bị đại chiến. Tuy nhiên, xung quanh lại trống rỗng chỉ có một mình y đứng đó. Kim cương không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Viên Minh tựa hồ chờ phân phó. Đây là đâu? Chẳng lẽ là dưới chỗ sâu trong khe nứt? Viên Minh không trả lời kim cương mà thả thần thức ra bên ngoài, muốn dò xét xem bên ngoài đại điện này là gì. Thế như thần thức của hắn vừa chạm vào vách tường đã bị bắn ngược trở về. Hắn có chút kinh ngạc, thử lại vài lần nữa, mới phát hiện ra dù là phân hồn đầu tiên hay hồn nha đều không thể xuyên qua được vách tường. Hắn chỉ có thể nhịn ý định dò xét lại, cẩn thận quan sát xung quanh. Đại điện hắn đang đứng vô cùng trống trải, đủ để chứa được mấy ngàn người cùng ngồi xếp bằng, bên trong không có bất kỳ đồ trang trí nào cả, ngay cả những cửa sổ phía trên vách tường cũng chỉ là giả. Tất cả đều làm từ đá nguyệt quang dựng thành, căn bản không cách nào thông ra bên ngoài. Đây cũng là nguồn sáng duy nhất trong điện này. Ở bên kia cửa lớn là một hành lang tối đen nối thẳng vào bên trong, thế nhưng cửa ra vào đã bị một cấm chế màu đỏ nhạt ngăn trở. Đồng thời cũng ngăn cách cả thần thức Viên Minh nên hắn cũng không cách nào biết rõ bên trong thế nào. Ngoài ra, đáng chú ý nhất trong đại điện này cũng chỉ là năm bức bích họa trên vách tường. Bích họa chỉ miêu tả một người làm chủ thể, tựa hồ như miêu tả quá trình trưởng thành của hắn. Trong bức bích họa ngoài cùng bên trái là hình ảnh một đứa trẻ vừa chào đời, cha mẹ của hắn đang ở hai bên trái phải, xung quanh là một vòng thân bằng hảo hữu. Nhìn qua có vẻ là một gia đình giàu có, tất cả mọi người đều tươi cười nhìn về đứa trẻ ở chính giữa. Nội dung bức bích họa thứ hai bắt đầu biến hóa. Trong tranh có 6 người bắt đầu từ trái qua phải, tựa hồ đại biểu cho các giai đoạn khác nhau từ nhỏ cho tới lúc trưởng thành. Từ loạng choạng bò sát đất đến bước đi như bay, từ đứa trẻ nhỏ lớn thành thiếu niên, cuối cùng là quỳ xuống dưới chân một đạo nhân tiên phong đạo cốt. Cảnh tượng tiếp theo của bích họa tiếp nối bức họa thứ hai, vẻ cảnh thiếu niên học nghệ. Chẳng qua tất cả các động tác của thiếu niên đều hội tụ trên một thân người nên nhìn qua như thể là người này có 3 đầu 6 tay vậy. Bức bích họa thứ tư hoành tráng hơn. Thiếu niên một mình đứng ở bên phải, sau lưng là một khe nứt đen kịt, còn bên trái là hàng hà bóng người rưng rưng đưa, tiễn, dáng vẻ lưu luyến không rời, còn có vài phần bi tráng. Ở bức họa cuối cùng, thiếu niên dáng người cao ngất đứng trên bầu trời, bên dưới là hàng hà bóng người đang quỳ lại. Nhìn như vô cùng yên bình nhưng mắt trái của thiếu niên lại là một cái lỗ đen kịt như thể con mắt đã bị người ta móc mất, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Viên Minh đảo thần thức qua bức bích họa, phát hiện trên bích họa không có bất kỳ chấn động linh lực nào. Thế nhưng sau khi hắn cẩn thận xem qua nội dung trên bức vẽ, lại không nhịn được mà nhíu mày. Lấy kinh nghiệm họa đạo nhiều năm của mình, hắn thấy được năm bức họa này nhìn như một thể nhưng lại có dấu vết sửa đổi. Hẳn là đã có người vẽ đè lên bức vẽ đã có từ trước, từ đó thay đổi nội dung bức vẽ. Viên Minh định khôi phục lại năm bức bích họa như ban đầu, lại phát hiện bích họa như hòa làm một với vách tường, cho dù sử dụng dùng pháp bảo cũng không cách nào hư tổn mảy may. Chỉ có bức bích họa thứ 5 là ngoại lệ.
lúc Viên Minh thúc giục diệt hồn kiếm đánh vào bích họa, vị trí mắt phải thiếu niên bỗng nhiên lóe sáng. Thấy vậy, Viên Minh lập tức khống chế diệt hồn kiếm cẩn thận chọc vào mắt phải của thiếu niên, tiếp đó mắt phải của thiếu niên đột nhiên rạn nứt, rồi một chiếc nhẫn màu trắng từ bên trong rơi ra. Viên Minh cầm chiếc nhẫn lên, phát hiện trên nhẫn có hàn khí bức người, chỗ lòng bàn tay tiếp xúc với chiếc nhẫn lại cảm thấy nóng rực. Hắn thử luyện hóa chiếc nhẫn lại kinh ngạc phát hiện bản thân không cách nào cảm giác được phù trận phân bố trên mặt nhẫn. Chuyện này khiến Viên Minh nhớ tới Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, phù văn trên hai kiện pháp bảo này sao lại giống nhau như vậy? Chẳng lẽ lại có cùng nguồn gốc? Nghĩ tới Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, Viên Minh không khỏi nghĩ tới luồng sáng đỏ tươi cắn nuốt quỷ nô. Hơn 20 quỷ nô kết đan kia vốn có thể trở thành trợ lực quan trọng của hắn lại dễ dàng tiêu tan như vậy khiến hắn đau lòng không thôi. Hắn thở dài một hồi, lại tiếp tục chú tâm vào chiếc nhẫn màu trắng trong tay. So với Bách Quỷ Dạ Hành Đồ thì năng lực chiếc nhẫn này càng thêm đơn giản. Sau khi hắn rót pháp lực vào, bên trong nhẫn có thể phóng xuất ra một màn sương mù màu trắng. Sương mù này nhìn bình thường nhưng kỳ thật lại ẩn chứa hàn băng, hàn khí rét lạnh thấu xương, bất luận thứ gì đụng phải cũng sẽ bị đóng băng, kể cả pháp bảo cũng không ngoại lệ. Mặc dù là kim cương đã tu thành thân thể tiên thiên, đối mặt với sương lạnh màu trắng này cũng phải xuất hiện một tia sợ hãi, vô thức lui về phía sau mấy bước Mà sương lạnh màu trắng này không chỉ có thể đóng băng thân thể mà còn có chút bất chi bất giác ảnh hưởng đến thần hồn. Mới đầu Viên Minh không phát hiện ra điểm này, mãi đến khi hắn thu hồi sương mù lại. Định dùng thần thức tiếp tục dò xét mới giật mình nhận ra thần thức của mình vậy mà vận chuyển đã chậm chạp cứng ngắc đi. Cũng may, sương trắng biến mất, thần hồn Viên Minh nhanh chóng hồi phục lại. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi đã khiến cho hắn càng thêm ấn tượng với uy lực của sương trắng màu trắng này. Viên Minh cất chiếc nhẫn lại, ngẩng đầu nhìn về bích họa, chợt phát hiện thiếu niên kia lại có thêm một bên mắt phải bị vỡ nát, nhìn qua càng giống như hai mắt bị người móc đi mất. Cả bức bích họa càng lộ ra vẻ quỷ dị. Hắn lập tức ý thức được có lẽ trong mắt trái của thiếu niên hẳn cũng giấu một cái nhẫn, có điều đã sớm bị người lấy đi rồi. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại nghĩ tới Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Thiên quỷ tán nhân không đi qua nơi này, lại có thể đạt được món pháp bảo này hẳn là đã có người đem nó ra ngoài. Viên Minh chợt dùng mình, vừa nãy không phát hiện nguy hiểm nên thoáng thả lòng người, hiện tại tâm tư lại trở nên khẩn trương. Tuy rằng nơi này nhìn như không có gì, lại lộ ra quỷ dị ở mọi nơi, thật sự không nên ở nơi này lâu. Hắn bắt đầu thử tìm cửa ra của đại điện, chỉ là vách tường xung quanh cùng đại môn ngăn cách thân thức, lại không cách nào dùng pháp bảo phá hủy được. Cấm chế trước thông đạo lại có cấu tạo phù văn mà hắn chưa từng nhìn thấy qua, thậm chí kiểu dáng cũng khác hẳn với những phù văn hắn biết được, trong khoảng thời gian ngắn hắn khó mà phá giải ra. Viên Minh suy nghĩ một lát, lại phát hiện hắn không có cách nào rời khỏi nơi này được cả. Chỉ là hắn nhanh chóng nhớ ra phần hồn thứ hai của mình đang ở trong cơ thể của Tả Khinh Huy. Vì chỉ có tu vi trúc cơ kỳ nên Viên Minh không mang theo ông ta cùng đi vào Táng Hồn Uyên, không nghĩ rằng hôm nay ông ta lại trở thành hy vọng của hắn. Lúc này Viên Minh khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển hồn lực liên lạc với phân hồn thứ hai. Đáng mừng là vách tường xung quanh ngăn cách được thần thức nhưng không ngăn cản được liên hệ giữa chủ hồn và phân hồn thứ hai của hắn. Chương 364, Nguyên Anh Tề Tụ. Nửa tháng sau, tại Thành Lâm Uyên. Thành Lâm Uyên là thành trì gần Táng Hồn Uyên nhất, cho tới nay vẫn luôn là thâm sơn cùng cốc không người nào muốn đi tới. Dù thỉnh thoảng có tu sĩ kết đan ra vào Táng Hồn Uyên săn thú nhưng với độn tốc của bọn họ hoàn toàn có thể đến nghỉ chân ở thành trì lớn hơn, không cần phải chịu khổ ở nơi này. Nhưng hôm nay, tin tức tiên phủ hiện thế truyền ra, để nhanh chóng đến tiên phủ nhất mà vô số tu sĩ đã ào ào tiến vào trong Thành Lâm Uyên nghỉ chân. Không chỉ có vô số tán tu mà cả mấy thế lực lớn của sa mạc Hắc Phong cũng phái người trú đóng trong thành này. Thậm chí còn liên danh với nhau mua tòa thành này từ tay thành chủ cũ với một mức giá không hề rẻ. Tu sĩ tràn vào, cơ sở vật chất trong thành phát triển cực kỳ nhanh chóng. Trong đó, trà lâu thường là nơi tụ tập nghe ngóng tin tức được mở ra nhiều nhất. Cái gọi là tiền tài động nhân tâm là thế. Dù Táng Hồn Uyên nguy hiểm trùng trùng, đến kết đan cũng không thể chắc chắn toàn thân trở ra, nhưng tiên phủ ngang trời xuất thế, cơ duyên trước mắt khiến cả tu sĩ trúc cơ phải đỏ mắt, cả gan định một lần xông vào chia chác một chén canh. Hôm nay, trong trà lâu tiên duyên mới mở có mấy tu sĩ trúc cơ ngồi lại với nhau,
vây quanh bàn cùng trao đổi tin tức. Nghe nói mấy ngày hôm trước có 8 vị đạo hữu kết đội vào thám hiểm, kết quả không cẩn thận đụng độ một yêu thú cấp 3 hạ cấp. Cuối cùng chỉ có một người cụt tay trốn chạy về được, chậc chậc, thảm thiết a. Một gã nam tu râu dài nói. Nghe vậy, nữ tu mặt tàn nhang ngồi cạnh hắn thở dài, ai, tiên phủ xuất thế được nửa tháng, đã có không ít đạo hữu chết đi trong táng hồn uyên kia rồi. Cơ duyên trong địa phương quỷ quái này không phải là nơi dành cho những trúc cơ kỳ như chúng ta. Theo ta thấy tốt nhất vẫn nên rời đi thì hơn. Nói đúng a, ngươi nhìn đại tông môn kia xem, cơ duyên lớn như vậy, người ta cũng phái toàn trưởng lão kết đan kỳ, không có lấy đệ tử trúc cơ nào đến. Cũng chỉ có những tán tu như chúng ta là chán sống dám kiên trì xông vào bên trong thôi. Tả đạo hữu, ngươi nói có đúng hay không? Nam tu trung niên phụ họa, nhìn qua nam tử ngồi bàn bên cạnh. Người này đúng là Tả Khinh Huy. Hôm nay Viên Minh bị nhốt trong đại điện thần bí dưới táng hồn uyên nên hắn mới đến Thành Lâm Uyên tìm hiểu tình huống để nghĩ cách cứu viện. Vừa tới Thành Lâm Uyên, hắn đã nghe nói tới tin tức tiên phủ xuất thế mới hiểu được mình hẳn đã bị cấm chế nào đó của tiên phủ kéo vào rồi. Đúng vậy, tin tức truyền đi bao lâu rồi mà vẫn chưa thấy có người đạt được cơ duyên gì. Huống hồ ta nghe nói cấm chế bên ngoài tiên phủ đến giờ vẫn còn chưa mở ra, không biết có ai tìm ra cách đi vào hay chưa. Tả Khinh Huy như vô tình hỏi qua, chuyện này ai biết được, chẳng qua dù là có như vậy, trừ phi vô ý bị người khác phát hiện ra, nếu không ai sẽ lên tiếng. Không chê nhiều người cướp đoạt cơ duyên sao? Nam tu trung niên lắc đầu. Tòa tiên phủ này hiện thế tạo ra dị tượng hoành tráng như vậy hẳn có địa vị không thấp, có lẽ có liên quan tới nguồn gốc của táng hồn uyên này cũng nên. Không biết trong Thành Lâm Uyên có tư liệu ghi chép cổ xưa gì hay không, không chừng có thể tìm được trong đó phương pháp tiến vào ấy chứ. Tả Khinh Huy gõ gõ ngón tay xuống mắt bàn, đăm chiêu nói. Thành Lâm Uyên được xây chưa tới 100 năm, hẳn sẽ không có tài liệu xưa cũ gì đâu. Huống chi táng hồn uyên đã có từ thời tuyên cổ, e là đến lão tổ Nguyên Anh còn không biết rõ nguyên nhân ra đời của nó. Nam tu râu dài lắc đầu nói. Nói đến đây, các ngươi có nhìn thấy cảnh độn quang ngút trời, phi chu băng băng mấy ngày trước đây sao? Ta nghe ngóng thấy là xa giá lão tổ Nguyên Anh của tam đại thế lực. Ta lăn lộn bao nhiêu năm ở sa mạc Hắc Phong còn chưa từng thấy qua cảnh tượng rầm rộ như vậy. Đáng hận là táng hồn uyên nguy hiểm. Bằng không nói gì đi nữa ta cũng muốn thử nhìn qua. Nữ tu mặt tàn nhang nói. Ha ha, đâu chỉ có tam đại thế lực. Nghe nói lão tổ Nguyên Anh Linh Phù Tông cũng đã tới. Chỉ là bọn họ luôn kín tiếng không có nhiều thanh thế như vậy mà thôi. Nam tu trung niên nói. Bên kia Tả Khinh Huy nghe thấy chợt nghiêm mặt lại. Hắn đang cúi đầu trầm tư chợt nghe bên ngoài có tiếng kiếm ngâm trong trẻo như tiếng rồng ngâm khiến chúng tu đột ngột đứng dậy hết, nhao nhao đi tới cửa sổ nhìn xem thế nào. Chỉ thấy trên bầu trời có từng luồng độn quang chói mắt như trường kiếm rạch xé mây mù, vội vã mà đi tới phía cột trụ linh quang cao ngất nằm sâu trong táng hồn uyên. Cảnh tượng khiến người người đều nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc không thôi. Hắc hắc! Xem ra lại là một vị lão tổ Nguyên Anh a, chẳng qua không biết là vị tiền bối tông môn nào. Nam tu trung niên nói. Trong đám người, Tả Khinh Huy nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi độn quang đi xa kia, mặt đầy vẻ ngương trọng. Hắn tìm lý do rời khỏi nơi này, đi vào khách sạn mình ở, đóng cửa phòng, lấy ra pháp trận cấm chế bày quanh gian phòng. Sau đó hắn mới khoanh chân ngồi xuống, lấy 4 miếng phù dán ở đan điền, ngực, trán cùng với sau lưng. Một tia sáng trắng dâng lên bao phủ ở toàn thân Tả Khinh Huy, pháp lực vận chuyển trong cơ thể hắn lập tức bị phong ấn không thể nhúc nhích được. Ánh sáng trên trán Tả Khinh Huy lóe lên, một con hồn nha trong suốt bắn ra. Là phân hồn thứ hai của hắn. Phân hồn thứ hai trốn xuống lòng đất, nhắm hướng táng hồn uyên mà đi. Cùng lúc đó, trong táng hồn uyên, có 4 tu sĩ đứng trước mặt đám chúng tu, đang dò xét linh quang cấm chế bên ngoài tiên phủ đồng thời trong đó còn giữ ý đề phòng lẫn nhau. Pháp lực trên người bọn họ không hiện nhưng mấy tu sĩ kết đan đứng sau bọn họ đều khoanh tay đứng yên bộ dạng như đang chờ nghe sai phái. Sau khoảng yên ắng, một nam tu thấp bé chợt ho khan một tiếng, mở miệng nói, ha ha, hiện tại chúng ta không ai biết rõ tình huống trong tiên phủ thế nào, cần gì phải dương cung bạt kiếm như vậy. Ta thấy không bằng mọi người trước tiên hòa khí định ra quy củ đi đã. Hạn chế một số người tiến vào thăm dò tiên phủ, tránh trường hợp phút cuối giằng co nhau, để cơ duyên lại rơi vào trong tay kẻ khác. Thân thể ông ta chỉ cao bằng một nửa người bình thường, lại vừa to vừa ngắn như một đứa trẻ to xác.
chỉ là mặt mũi của ông ta cũng không còn vẻ trẻ con, lúc tươi cười còn lộ ra vài nếp nhăn, phối hợp với giọng nói lanh lảnh làm người nghe cảm thấy khó chịu. Sau lưng ông ta là ba tu sĩ kết đan đứng sóng vai nhau, một người trong đó đầu mọc một sừng, hiển nhiên là Phương Đại Phú đã từng đụng độ với Viên Minh lúc trước. Người kia tóc vàng mắt xanh, sống mũi cao thẳng, nhìn qua đã thấy không phải là nhân sĩ Trung Nguyên. Người cuối cùng là một gã mặc áo trắng, mặt mũi tái nhợt yếu ớt. Hừ, Tô Tử Mạc, ngươi toàn ưa thích tính toán, tùn mùn này. Trên đời này có ai không biết Quy Nguyên Tông các ngươi chính là cái đám không tuân theo quy củ nhất. Trước đó không lâu một mỏ quặng của các ngươi bị người phá hủy, không nói đến việc một kết đan bị giết chết mà chuyện bắt người làm nô cũng lộ hết ra ngoài. Làm như mình sạch sẽ lắm sao mà còn dám ở đây nói chuyện quy quy củ củ. Một lão giả mặt đầy râu quai nón không khách khí cười lạnh nói. Ông ta mặc một thân áo tràm tím, đầu báo mắt to, râu hùm hàm én, nói chuyện như sấm khiến tất mọi người ở đây đều nghe rõ ràng từng câu một. Sau lưng lão giả này là ba nữ tu kết đan, da trắng mỹ mạo, nhan sắc chim sa cá lặn, trong đó có cả Nhan Tư Tịnh. Chẳng qua lúc này giữa hàng mày nàng ta đã thiếu đi một chút tinh quái, nhiều hơn một chút ưu tư u sầu, tựa hồ như đang có tâm sự nặng nề. Bị lão giả áo bào tím trào phúng thẳng trước mặt mọi người, tu sĩ Tô Tử Mạc vẫn giữ một bộ cười tủm tỉm, tựa hồ không có vẻ tức giận gì. Nhưng Phương Đại Phú đứng sau lưng ông ta lại không nhịn được siết chặt nắm tay. Ha ha, lại nói tiếp, Vũ lão quái, cháu trai ngươi bị giết mấy năm trước đã tìm ra được thủ phạm chứ? Có cần ta gọi mấy đồ tử đồ tôn giúp ngươi tìm kiếm thêm? Tô Tử Mạc vui vẻ nói. Hừ, sớm muộn gì chủ mưu sau màn cũng bị ta bắt được, không phiền ngươi nhọc lòng, vẫn nên chú ý chùi mông mình cho sạch đi đã. Vũ lão quái, hoặc là Lôi Minh lão tổ lại cười lạnh đáp. Tô Tử Mạc nghe vậy, sắc mặt cứng đờ. Mà Nhan Tư Tịnh đứng sau lưng Lôi Minh lão tổ lại không khỏi trở nên ảm đạm. Ta nghĩ hai các ngươi dứt khoát tìm chỗ nào đó đánh một trận với nhau trước, ai thắng thì nghe theo người đó, đỡ phải ở chỗ này lải nhải quấy nhiễu ta nghĩ cách phá cấm. Lúc này một tu sĩ thanh niên đầu đội khăn đen không kiên nhẫn nói. Kẻ này có một đôi mắt tí hí, cặp mày dính liền nhau như một đường thẳng, mũi tẹt môi mỏng, gò má hõm sâu, nhìn qua không giống người tử tế gì. Mà ba gã kết đan sau lưng y, một người có hình thể to lớn như thiết tháp, một người dáng dấp bình thường không mập cũng không gầy, còn một người có eo ong lưng vượn, dáng người mềm mại. Cả ba không giống nhau nhưng cũng đều mặc áo đen, đeo mặt nạ, căn bản không nhìn rõ được dung mạo. Quấy nhiễu, Độc Cô Phong, ngươi bớt làm bộ làm tịch đi. Với tạo nghệ trận pháp què quặt của ngươi thì có thêm 60 năm nữa cũng không hiểu ra. Ngược lại Kim Hy tiên tử đã nghiên cứu lâu như vậy, có nhìn ra chút môn đạo nào sao? Lôi Minh lão tổ nói xong, nhìn về một nữ tu xinh đẹp mặc váy lụa mỏng màu vàng hỏi. Kim Hy tiên tử nhìn qua còn rất trẻ, mặt tròn trắng hồng, môi đỏ mày liễu, con mắt to tròn. Giữa trán còn có một ấn ký tròn màu vàng kim, hai bên bông tai màu xanh biếc, nhìn qua một bộ thủy mị ung dung. Cấm chế này đa số là thượng cổ phù văn, rất khó phá giải. Chỉ là uy năng chấm, chế này tựa hồ tùy thời sẽ dần biến mất. Mấy ngày sau sẽ yếu hơn hiện giờ nhiều, chờ thêm vài ngày nữa tự khắc sẽ tiêu tán, Kim Hy tiên tử nói. Giọng nói trong trẻo dễ nghe khiến bầu không khí Dương Cung Bạt Kiếm trở nên hòa hoãn không ít. Sau nàng cũng có ba tu sĩ kết đan, đều là trưởng lão tọa trấn Thành Linh Phong, trong đó còn có Phi Tù. Nghe vậy Tô Tử Mạc cùng Lôi Minh lão tổ khẽ gật đầu, đang định nói thêm gì nữa. Thế nhưng thoáng chốc, bốn tu sĩ Nguyên Anh này chợt biến sắc mặt. Tiếng kiếm gào thét kéo tới, độn quang bén nhọn như kiếm thoáng chốc đã vọt tới trước mặt mọi người. Mọi người nhao nhao dương mắt nhìn lên, chỉ thấy độn quang tan hết, có một trung niên mày kiếm mắt sáng. Mặt mày tuấn lãng đứng giữa không trung, người hắn cao ngất như tùng, trên mặt rõ ràng hai chữ cao ngạo, ánh mắt không đếm xỉa gì đảo qua mọi người. Đám tu sĩ kết đan bị nhìn qua lại có cảm giác như bị một thanh kiếm xẹt qua người, da thịt mơ hồ đau đớn. Trường Xuân Quan Vạn Sĩ Hồng vì chuyện của tiên phủ mà đến, mấy vị đạo hữu, quấy rầy rồi. Dù miệng y nhận là quấy rầy nhưng lại không hề chắp tay bày tỏ ý tứ, ngữ khí cũng cứng rắn, đối mặt với bốn người Lôi Minh lão tổ cũng vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo như trước. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 365, phá cấm mà vào.
Thấy Vạn Sĩ Hồng đến, bốn người Lôi Minh lão tổ không hẹn mà cùng trầm mặt, sau chốc lát cuối cùng mới mang theo một chút tươi cười. Nghe danh Vạn Sĩ đạo hữu đã lâu, hôm nay gặp được quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Tử Mạc cười cười chân thành, như thể thật thấy Vạn Sĩ Hồng đến mà đầy cao hứng. Lôi Minh lão tổ lại có hơi cứng ngắc, ha ha, nghe qua Vạn đạo hữu bế quan khổ tu định đột phá bình cảnh trung kỳ, hôm nay phá quan ra là đã tìm được cơ hội gì. Không nói là cơ hội, nhưng mấy đạo hữu khác trong quan đều có chuyện quan trọng cần làm, vừa hay ta xuất quan giải sầu tiện tay đến đây xử lý chuyện này mà thôi. Hôm nay sư huynh còn chờ ta về báo cáo tình hình, chúng ta vẫn hạn chế chuyện phiếm lại thì hơn. Không biết chư vị tìm ra cách phá cấm chưa? Vạn Sĩ Hồng vào thẳng vấn đề. Thấy ba người còn lại đều đưa mắt nhìn mình, Kim Hy tiên tử bèn lặp lại lý do vừa rồi một lần nữa. Sau khi nghe xong, Vạn Sĩ Hồng không nói gì mà chỉ gật gật đầu, tự mình quay qua nghiên cứu cấm chế bên ngoài tiên phủ. Bốn người Kim Hy tiên tử thấy vậy chỉ đưa mắt nhìn nhau, không nói gì, vừa quan sát cấm chế trước mắt vừa khẽ nhúc nhích môi như đang truyền âm phân phó tu sĩ kết đan đi theo mình chuyện gì đó. Ngay khi mấy vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều đang tính toán riêng phần mình thì ở phía sau tảng đá cách đó hơn trăm trượng, một con yêu trùng bò cạp độc màu đen đang ngồi đó, mắt lóe ánh sáng linh động đang nhìn về phía này. Phân hồn thứ hai của Viên Minh đang ẩn nấp trong cơ thể bọ cạp này. Bên trong táng hồn uyên quá mức nguy hiểm, Tả Khinh Huy không cách nào đích thân tới đây được, chỉ có thể tạm thời phong ấn pháp lực để phân hồn thứ hai đến đây điều tra tình hình. Không thể tưởng được có nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ đến đây như vậy, xem ra lai lịch tiên phủ này không nhỏ. Ý niệm trong đầu phân hồn thứ hai xoay chuyển. Nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ hợp lực có lẽ phá giải cấm chế bên ngoài tiên phủ sẽ không có vấn đề gì, còn lại chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Viên Minh đã có hy vọng thoát khốn, nhưng tiếp đến hắn phải gặp một vấn đề mới. Những đại năng Nguyên Anh kỳ vào trong đó rồi, tất sẽ phát hiện ra Viên Minh. Viên Minh ở trong đại điện ở quảng trường của tiên phủ, thông qua phân hồn thứ hai hiểu rõ được tình hình bên ngoài chỉ biết âm thầm kêu khổ. Nghĩ đến mấy tu sĩ Nguyên Anh kia phá vỡ cấm chế, mang đầy vui vẻ tiến vào lại phát hiện có một tu sĩ kết đan kỳ ở đây từ trước. Kết quả thế nào hắn có thể đoán ra được. Đến lúc đó dù hắn không làm gì hoặc không phát hiện thứ gì cũng không thể chối cãi được. Ý niệm trong đầu Viên Minh xoay chuyển, một lát sau hắn triệu hồi Thâu Thiên Đỉnh ra, bỏ hết Hoa Chi Kim Cương cùng những thứ đồ không thể bị người phát hiện vào trong đó. Đồng thời hắn cũng thu hồi tất cả đá vụn bị rơi vỡ trong mắt phải thiếu niên trên bích họa đi, tránh để người khác nhìn ra manh mối. Sau khi làm xong, hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng trong đại điện. Bên ngoài tiên phủ, Vạn Sĩ Hồng quan sát một lát bèn lên tiếng, cấm chế này dù tinh diệu vô cùng nhưng hiện tại uy lực đã không tính là lợi hại nữa. Nếu ta đã đến, không cần phải đợi thêm, không bằng năm người chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định có thể phá vỡ được. Đám người Lôi Minh lão tổ vốn cũng không còn kiên nhẫn, nghe Vạn Sĩ Hồng chủ động đề nghị bèn nhao nhao đồng ý. Chỉ là Tô Tử Mạc tựa hồ có ý khác, phá cấm được hiển nhiên là tốt rồi. Chẳng qua quanh đây ngoài người của chúng ta còn có nhiều tán tu kết đan như vậy có, nếu Vạn Sĩ đạo hữu đã đến không bằng chúng ta tranh thủ dọn dẹp sạch chỗ này đã, tránh để cơ duyên thất lạc mất. Sợ bị tán tu kết đan cướp mất cơ duyên, Tô đạo hữu thật sự càng lúc càng nghĩ nhiều. Muốn dọn dẹp thỉnh cứ tự nhiên, ta sẽ không tham dự. Vạn Sĩ Hồng lắc đầu, quyết đoán cự tuyệt. Tô Tử Mạc thấy Vạn Sĩ Hồng không chịu đứng ra đội nồi bèn lúng túng cười cười, không còn đề cập đến nữa. Thấy không còn người dị nghị, Vạn Sĩ Hồng lập tức há mồm phun một thanh tiểu kiếm màu đỏ ánh kim ra. Tiểu kiếm đón gió nhoáng cái đã biến thành kích thước bình thường. Tiếp đó y giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết, hơn 10 thanh kiếm ảnh sắc bén lập tức chém ra, bổ vào cột trụ linh quang bao quanh tiên phủ. Cùng lúc đó đám tu sĩ Nguyên Anh khác cũng đã ra tay, Lôi Minh lão tổ vỗ song trưởng, sấm, sét nổ vang, tiếp theo hai tay của ông ta đột nhiên mở ra. Điện quang chói mắt từ lòng bàn tay ông ta bắn ra, trong chốc lát đã hóa thành hai quả lôi cầu màu xanh lam to bằng đầu người, bị ông ta ném về phía cột linh quang. Kim Hy tiên tử thì lật bàn tay, một quyển sách màu vàng chói hiển hiện trong tay. Theo tiếng tụng niệm pháp quyết của nàng ta, quyển sách vàng chói thoáng hiện lên vô số văn tự màu vàng to bằng đầu ngón tay, tràn ra như nước lũ đánh lên trụ trời bằng linh quang. So với bọn họ, Độc Cô Phong xuất ra động tĩnh nhỏ hơn rất nhiều. Chẳng qua hắn chỉ yên lặng khoát ngón tay,
từ ống tay áo bay ra một thanh trường kiếm đen kịt không chút tiếng động đánh tới Linh Quang. Về phần Tô Tử Mạc, ông ta không ra tay, chỉ vỗ nhẹ túi trữ vật. Bên trong bay ra 7 con luyện thi kết đan kỳ nửa người nửa thú, theo mệnh lệnh của ông ta nhanh chóng duỗi móng vuốt cứng rắn mang theo hơn 10 luồng sáng đen, đồng thời chém vào màn sáng. Cột trụ Linh Quang mờ đi không ít, hiệu quả còn có vẻ tốt hơn người khác. Thấy tình hình này, trên mặt 3 người Lôi Minh lão tổ đều hiện lên vẻ kinh ngạc, thậm chí Vạn Sĩ Hồng cũng quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tử Mạc. Ha ha, chút tài mọn khiến các vị chê cười rồi, Tô Tử Mạc vui vẻ nói. Lôi Minh lão tổ hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi không chú ý tới nữa. Độc Cô Phong như có điều suy nghĩ nhìn 7 luyện thi kết đan này mang đầy hứng thú. Còn Kim Hy Tiên Tử tức thì nhăn mày lá liễu, ánh mắt nhìn luyện thi tràn đầy chán ghét. Về phần Vạn Sĩ Hồng, y chỉ nhìn luyện thi trong thoáng chốc đã chuyển hướng nhìn qua Phương Đại Phú đứng sau lưng Tô Tử Mạc. Phương Đại Phú nhận thấy mình bị người nhìn chằm chằm, nhất thời trong lòng cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng lúc này Vạn Sĩ Hồng đã quay đầu đi, Phương Đại Phú tìm kiếm chốc lát như không phát hiện ra ai đang chú ý mình, trong lòng đã nghi hoặc không thôi. Dưới sự liên thủ của 5 tu sĩ Nguyên Anh, Linh Quang kia đã suy yếu đi rõ ràng. Thế công sắc bén ác liệt đánh lên, như thể sóng vỗ liên miên không dứt. Cuối cùng một tiếng rắc rắc giòn vang vang lên, cột trụ Linh Quang cao ngất đã bị nứt vỡ, tòa tiên phủ bị bao phủ bên trong đã chính thức hiển hiện trước mặt mọi người. Vạn Sĩ Hồng dẫn đầu xông vào trước, đám người Lôi Minh lão tổ không cam chịu chậm chân, lập tức đuổi theo sau. Phân hồn thứ 2 trần trừ trong giây lát, cũng thoát ly khỏi bò cạp độc bay ra, lóe lên rồi chui vào trong cơ thể Nhan Tư Tịnh. Linh quang trên cột trụ nứt vỡ kích động linh quang quanh đó, đủ loại khí tức đan xen nhau, cực kỳ hỗn loạn. Không ai phát hiện hành động của phân hồn thứ 2. Phân hồn thứ 2 chẳng qua chỉ phụ thân trong cơ thể Nhan Tư Tịnh, không áp chế ý thức nàng ta. Tâm tình nàng ta đang phức tạp, cũng không phát hiện trong thân thể lại có thêm một tia hồn lực. Bọn họ càng tới gần, hào quang màu tím tản mát, ra từ tiên phủ tựa như cũng tăng vọt lên. Đến lúc bọn họ đáp xuống trước cổng chính, lại phát hiện trên cửa chính tiên phủ chỉ có một tấm bảng màu vàng kim treo cao, bên trên lại trống rỗng không có bất kỳ chữ gì cả. Đám người Vạn Sĩ Hồng đều là cường giả Nguyên Anh kỳ, dù thấy vậy có chút hồ nghi nhưng cũng không sợ hãi gì. Sau khi xem xét tiên phủ này, bọn họ buông thần thức ra dò xét tình huống trong phủ. Lại phát hiện dù đã là Nguyên Anh kỳ nhưng thần thức cũng không cách nào xuyên thấu tường gạch bằng ngọc trong tiên phủ được cả. Cho nên bọn họ chỉ có thể bước tới đẩy đại môn tiên phủ, bước nhanh vào trong. Nhưng lúc này cả bọn lại kinh ngạc phát hiện sau cánh cửa kia chỉ là một đại điện trống trải bằng ngọc thạch. Trên vách tường có gắn vô số đá nguyệt quang tản ra ánh sáng nhu hòa chiếu sáng cả đại điện. Soi rõ 5 bức bích họa vô cùng sống động trên vách tường, cũng soi rõ cả bóng dáng Viên Minh đang ngồi xếp bằng ở trong đại điện. Viên Minh nhìn thấy 5 vị tu sĩ Nguyên Anh mang đầy vẻ kinh ngạc trên mặt cũng giả bộ khiếp sợ, đứng dậy vái chào. Vãn bối Viên Minh, bái kiến các vị tiền bối. Nghe thấy Viên Minh tự giới thiệu mình, Vạn Sĩ Hồng cầm đầu đám người liếc nhìn hắn, lập tức rời ánh mắt nhìn về khắp đại điện. Mà Phương Đại Phú tức thì ngẩng đầu nhìn rõ dung mạo Viên Minh. Gã thoáng sửng sốt, ánh mắt nhanh chóng lộ ra vẻ thù hận, đi đến cạnh ánh mắt lộ ra truyền âm nói nhỏ vài câu. Tô Tử Mạc dò xét 2 mắt Viên Minh, trên mặt lại không biểu lộ gì, cũng quét thần thức qua khắp đại điện. Phi Tu cũng nhận ra Viên Minh, khẽ nhúc nhích môi truyền âm cho Kim Hy Tiên Tử. Nhan Tư Tịnh trông thấy Viên Minh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng qua tâm tình nàng sa sút, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không hề có phản ứng gì khác. Ngươi là kẻ nào? Một tiểu bối kết đan kỳ sao lại ở chỗ này? Vạn Sĩ Hồng dùng thần thức dò xét đại điện qua một lần, không thấy gì bèn đưa mắt nhìn Viên Minh, một luồng áp lực một cỗ vô hình bao phủ cả người hắn. Vãn bối Viên Minh, tán tu thành Linh Phong, nửa tháng trước cùng mấy vị đạo hữu đến Táng Hồn Uyên săn giết hung thú. Bị một luồng sáng màu đỏ từ trong lòng đất nổi lên cuốn đi. Sau khi hồi thần thì ta đã bị vây khốn ở nơi này. Chư vị tiền bối có biết đây là nơi nào chăng? Mặt mày Viên Minh tái nhợt, gấp gáp nói. Từ khi hắn phát hiện tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở bên ngoài đã lường tới tình huống trước mắt, cũng luyện tập đối thoại này không biết bao nhiêu lần. Dù là ngữ khí hay biểu lộ của hắn lúc này đều rất thành thật, không có sơ hở nào. Vạn Sĩ Hồng nhìn vào mắt Viên Minh, thấy hắn thản nhiên đối mắt lại. Ánh mắt hắn thanh tịnh không có chút sợ hãi.
Mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác thấy vậy cũng biểu lộ ra mỗi vẻ mặt khác nhau. Nơi đây là một tòa tiên phủ hiện thế, ánh sáng đỏ cuốn ngươi vào đây hẳn là hào quang cấm chế phóng ra ngoài lúc tiên phủ xuất thế. Chúng ta bỏ ra nửa tháng mới đánh vỡ cấm chế bên ngoài tiên phủ, tiến vào nơi đây. Ngươi đánh bậy đánh bạ tiến vào tiên phủ mà không chết cũng coi như may mắn. Kim Hy tiên tử mỉm cười giải thích, Viên đạo hữu, không tưởng được chúng ta lại gặp nhau ở đây. Ngươi đừng lo, vị này là Kim Hy tiên tử, lão tổ Nguyên Anh kỳ của Linh Phủ Tông. Ngươi là tu sĩ Thành Linh Phong ta, sư thúc Kim Hy gặp được sẽ bảo vệ ngươi. Đồng thời tiếng phi tu truyền âm vang lên bên tai Viên Minh. Hóa ra là vậy, đa tạ tiền bối báo cho biết. Viên Minh liếc nhìn phi tu, rồi thi lễ với Kim Hy tiên tử. Ngươi bị vây khốn ở đây rốt cuộc là vì nguyên do gì? Nói rõ ràng mọi chuyện ra, không được giấu giếm. Kim Hy tiên tử tiếp tục hỏi. Chương 366, truyền thừa tiên phủ. Kim Hy tiên tử nói lời này dường như không có ý che chở Viên Minh, lại cứng rắn cho hắn bậc thang leo xuống. Sau khi bị hồng quang cuốn vào nơi đây, vãn bối một mực tìm kiếm biện pháp đi ra, nhưng đại điện này không có vật gì khác, cửa vào đại môn bị phong kín. Đường đi sâu vào trong điện cũng bị cấm chế lợi hại bao phủ, vãn bối lên trời không đường xuống đất không cửa, cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này, cầu nguyện có người có thể tới cứu. Viên Minh dùng lời nói thật thà đáp, bọn Kim Hy tiên tử nghe Viên Minh trình bày, trước sau rõ ràng thông suốt, cũng không thấy có chỗ không ổn. Mấy người nhìn nhau, phân tán ra, cẩn thận điều tra các nơi trong điện. Đại điện xác thực như Viên Minh nói, bên trong không có vật gì, căn bản không chứa vật gì cả. Về phần bích họa trên tường, chúng tu đảo thần thức qua, thấy phía trên cũng không có ba động linh lực, nên không để ý nó. Mà khi nhìn đến cấm chế hành lang đối diện đại môn, Tô Tử Mạc lập tức chỉ huy 7 con luyện thi tiến lên công kích. Sau một phen vây công, cấm chế mặc dù ảm đạm không ít, nhưng lại chưa bị phá. Thấy vậy, Kim Hy tiên tử cũng tới trước dò xét một phen, rất nhanh lắc đầu với 4 tên Nguyên Anh, nói, đạo cấm chế này cũng dùng phù văn cổ, cho dù là ta, không muốn lưu dấu vết phá giải, cũng phải bỏ phí một phen tay chân. Có nàng trợ giúp mình, Viên Minh yên lặng thở dài một hơi, nhưng vào lúc này, mặt đất dưới chân hắn đột nhiên bắn ra mấy đạo tử lôi hình rắn, vô cùng nhanh chóng cuốn lấy thân thể của hắn. Viên Minh kinh sợ ra sức giãy giụa, nhưng mà một cỗ lôi điện lực nóng rực vô cùng chảy vào, đơn giản đánh tan pháp lực hắn ngưng tụ ra. Lôi Minh lão tổ thoát một cái xuất hiện cạnh Viên Minh, đại thủ một cái giống như quỷ mị, một cái che kín tử quang chụp vào đầu hắn. Viên Minh gấp gáp, nhìn về phía ấn ký lư hương trên cánh tay. Vũ lão quái, ngươi tính làm gì? Một tiếng thét vang lên, Kim Hy tiên tử tế ra cuốn kim thư rực rỡ kia, bên trong bắn ra hơn 10 đạo kim quang. Thoạt nhìn do rất nhiều kim sắc văn tự hình thành, như mũi tên rời cung đánh về phía Lôi Minh lão tổ. Lôi Minh lão tổ tựa hồ khá kiêng kỵ những kim quang kia, lách mình tránh thoát. Hơn 10 đạo kim quang chuyển hướng, đánh lên trên người Viên Minh, dung nhập vào thể nội hắn. Bên ngoài thân hắn bỗng nhiên tỏa ra kim quang lóa mắt, trong đại điện vang lên thanh âm tụng niệm to rõ, tựa hồ rất nhiều người ở chỗ này gật gù đắc ý đọc sách. Tử sắc lôi điện quấn quanh người hắn bị kim quang tiêu diệt, cấp tốc tiêu tán, thân thể khôi phục hành động, kim quang cũng cấp tốc tiêu tán. Hắn nhẹ nhàng thở ra, thu hồi pháp lực rót vào Thâu Thiên Đỉnh. Kim Hy đạo hữu, tiểu tử này và ngươi quan hệ thế nào, ngươi vậy mà che chở cho hắn? Lôi Minh lão tổ khẽ nói. Viên Minh là tu sĩ Linh Phong Thành, xem như nửa môn hạ Linh Phù Tông, ta đã ở chỗ này, tự nhiên phải bảo vệ hắn chu toàn. Ngược lại là Vũ lão quái, ngươi vì sao vô cớ đả thương người? Kim Hy tiên tử thoát một cái xuất hiện bên cạnh Viên Minh, nói. Tô Tử Mạc và Độc Cô Phong cũng chú ý tới động tĩnh bên này, nhìn lại. Vạn Sĩ Hồng chắp tay đứng trước bích họa, không để ý đến Kim Hy tiên tử cùng Lôi Minh lão tổ. Lão tổ ta cho tới bây giờ không tin miệng người nói ra, tiểu tử này nói mặc dù nghe rất thuyết phục, nhưng ai biết hắn có giấu giếm gì không, nếu muốn ta tin tưởng hắn, trừ phi hắn tiếp nhận lôi âm hám hồn thuật của ta. Lôi Minh lão tổ khẽ nói, lôi âm hám hồn thuật là thủ đoạn độc môn của Lôi Minh lão tổ, có thể gieo lên thần hồn người khác lôi ấn đặc thù, dung chuyển tâm thần, để người tạm thời mất đi ý thức, biến thành khôi lỗi hỏi gì đáp nấy. Lôi âm hám hồn thuật của ngươi bá đạo vô cùng, Viên Minh chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ, căn bản không chịu nổi.
thân hồn tổn hao nhiều là việc nhỏ, thậm chí có khả năng tổn thương linh trí, biến thành si ngốc, ngươi muốn hủy hắn sao? Kim Hy tiên tử tức giận, chậm rãi nói. Sắc mặt Viên Minh tái đi, siết chặt nắm đấm. Ta lại cảm thấy Vũ đạo hữu nói có lý, tiên phủ nơi đây không thể coi thường. Viên Minh đã đến trước tất cả chúng ta, hắn nhìn thấy cái gì, đạt được vật gì, chúng ta phải dò xét rõ ràng. Biện pháp Vũ đạo hữu mặc dù có hại với hắn, nhưng ai bảo hắn không may, tiến vào đầu tiên. Tô Tử Mạc cười lạnh nói. Sắc mặt Kim Hy tiên tử trầm xuống, sau đó nói ra, bất kể thế nào, Viên Minh là người Linh Phong thành ta, bản tọa ở đây, nếu để người tùy ý tổn thương hắn, uy nghiêm Linh Phủ Tông ở đâu? Lôi Minh lão tổ và Tô Tử Mạc nghe vậy, ánh mắt trầm xuống. Các ngươi nói tới nói lui, không phải là lo lắng hắn lấy được cái gì sao? Nếu thế, để Viên Minh lấy pháp khí chữ vật trên người ra, các ngươi tra xét rõ ràng là được. Kim Hy tiên tử nói. Lôi Minh lão tổ và Tô Tử Mạc nghe lời này, hơi chần chừ, sau đó gật đầu. Các vị tiền bối thỉnh tùy ý xem xét. Viên Minh nhẹ nhàng thở ra, lấy ra ba kiện pháp khí chữ vật, đưa cho Lôi Minh lão tổ. Thần thức lôi, Minh lão tổ chui vào trong đó, mày nhăn lại, tay giương lên. Mặt đất rầm ào ào vang lên, thêm ra ba đống đồ vật, đều là vật thường thường không có gì lạ, tuy có không ít linh tài đan dược, nhưng lại không lọt vào mắt Nguyên Anh kỳ, càng không có trọng bảo gì. Thần thức Tô Tử Mạc đảo qua ba đống đồ vật, sắc mặt cũng trầm xuống, sau đó liếc nhìn ba kiện pháp khí chữ vật trong tay Lôi Minh lão tổ. Lôi Minh lão tổ hừ một tiếng, ném ba kiện pháp khí tới. Tô Tử Mạc vận khởi thần thức tìm tòi, bên trong xác thực không giấu bất kỳ vật gì. Lôi Minh lão tổ nhìn về phía Viên Minh, thần thức không che giấu chút nào bao lại thân thể hắn, dò xét từng tấc. Lần này cử động không khác gì nhục nhã hắn, da mặt Viên Minh co rúm, nhưng thủy chung không nói một lời. Thấy vậy, Kim Hy tiên tử nhịn không được nói, Vũ đạo hữu, nói cho cùng hắn cũng chỉ là vãn bối ngộ nhập nơi đây, bây giờ cũng đã tra rồi, không cần phải đối xử lạnh nhạt như vậy. Ha ha, tiên tử che chở như thế, chẳng lẽ người này và Linh Phủ Tông ngươi quan hệ không nhỏ? Về chuyện tiên phủ, Linh Phủ Tông ngươi kỳ thật đã sớm đoán trước, tình báo trên tay không ít, bởi vậy mới có thể kết luận người này không đạt được cơ duyên gì lợi hại. Lôi Minh lão tổ hắc hắc một tiếng, từng từ đâm thẳng vào tim gan, thần thức dò xét không thu hồi nửa phần. Vũ đạo hữu làm gì ngậm máu phun người, người này tuy là thành viên ở trong thành do Linh Phủ Tông ta quản hạt, nhưng ngày nay bị nhốt trong tiên phủ đúng là ngẫu nhiên, nếu ta biết sớm, vì sao không cho hắn rời đi trước khi chúng ta đến? Kim Hy tiên tử không nhanh không chậm nói. Lôi Minh lão tổ không để ý tới Kim Hy tiên tử, kiểm tra Viên Minh từ đầu đến chân ba lần, không phát hiện dấu kín pháp khí chữ vật gì, lúc này mới hậm hực thu hồi thần thức. Mà đúng lúc này, Độc Cô Phong một mực trầm mặc không nói chợt đưa tay phát ra một cỗ hắc quang, từ giữa ba đống vật phẩm cuốn đến một nhánh cây toàn thân đen nhánh. Tiểu tử, thứ này ngươi có được từ đâu? Viên Minh ngẩng đầu nhìn một chút nhánh cây trên tay gã, cẩn thận nhớ lại một lát. Nhớ là lấy được trong động phủ Sa Hạo, lập tức trả lời, vật này là ta ngẫu nhiên có được trong một động phủ bị vứt bỏ. Độc Cô Phong gật gật đầu, vật này hữu dụng với ta, ngươi nói cái giá đi. Vật này là ta ngẫu nhiên đạt được, cũng không trả giá đắt, tiền bối nếu muốn, cứ việc lấy là được. Viên Minh lập tức nói. Nhưng Độc Cô Phong chợt cười một tiếng, tiểu tử, Độc Cô Phong ta cũng không phải loại ỷ lớn hiếp nhỏ, mà ta cũng không thích chiếm tiện nghi của người khác. Ngươi không chịu ra giá, vậy ta cho một lời hứa hẹn đổi vật tốt với ngươi. Trong khả năng, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện, mặc kệ là giúp ngươi thoát khốn, hay là giúp ngươi đột phá bình cảnh, hoặc là giúp ngươi giết một người, ta đều có thể làm được. Nói xong, Độc Cô Phong bỗng nhiên liếc qua Lôi Minh lão, tổ và Tô Tử Mạc. Ý tứ trong lời nói rõ rành rành. Thấy trong mắt gã ẩn hiện sát cơ, Lôi Minh lão tổ hừ lạnh một tiếng, mà nụ cười trên mặt Tô Tử Mạc cũng phai nhạt đi nhiều. Tại hạ sao dám yêu cầu tiền bối làm việc, tiền bối nếu khăng khăng như thế, chỉ cầu sau khi rời khỏi đây có thể chỉ điểm tại hạ một hai là được. Viên Minh khiêm nhường nói. Độc Cô Phong gật gật đầu, đáp ứng Viên Minh thỉnh cầu, thu hồi nhánh cây màu đen. Lôi Minh lão tổ và Tô Tử Mạc thấy Độc Cô Phong tựa hồ có ý che chở Viên Minh, ánh mắt lấp lóe, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Nhị vị đạo hữu xem cũng đã xem, cha cũng cha xong, đã hài lòng chứ? Kim Hy tiên tử mở miệng hỏi. Lôi Minh lão tổ hừ một tiếng, quay người đi ra.
Tô Tử Mạc nhún vai, ném ba pháp khí chữ vật lại cho Viên Minh. Viên Minh mang theo trái tim căng thẳng lúc này mới buông xuống, thu hồi đồ vật trên mặt đất, lại lần nữa tạ ơn Kim Hy tiên tử. Kim Hy tiên tử mở miệng nói, Viên Minh, lúc này bên ngoài còn có không ít tu sĩ kết đan chờ vào tiên phủ tìm kiếm cơ duyên. Ngươi bây giờ ra ngoài sợ rằng sẽ biến thành mục tiêu công kích, không bằng đi theo ta tiếp tục thăm dò nơi đây. Không sai, ngươi bị khốn trong này nửa tháng, cứ như vậy tay không mà về, chẳng phải là phí công chuyến này. Bất quá Linh Phù Tông là môn phái lớn, ngươi đi theo đám bọn hắn cũng chỉ có thể uống chút canh thừa, không bằng đi theo ta, Hắc Mạc Tán Minh chúng ta rất chiếu cố tán tu đấy. Độc Cô Phong phụ họa, đồng thời cũng tỏ ra ý mời chào. Đa tạ hảo ý tiền bối, chỉ là tại hạ cũng không yêu cầu xa vời có được thu hoạch, chỉ cầu có thể an ổn trở lại Linh Phong Thành là được. Viên Minh uyển chuyển cự tuyệt Độc Cô Phong, đứng ở sau lưng Kim Hy tiên tử. Độc Cô Phong cũng không giận, phảng phất không có gì, rời ánh mắt đi, không còn quan tâm Viên Minh nữa. Vào thời khắc này, thanh âm Vạn Sĩ Hồng truyền đến, được rồi, có thù riêng thù cũ gì thì chờ đi ra ngoài rồi xử lý, cơ duyên phía trước, còn ở chỗ này lề mà lề mề cái gì. Nghe vậy, mọi người tại đây dồn lực chú ý lên cấm chế thông đạo tiến vào bên trong. Đạo cấm chế này yếu hơn một chút so với cấm chế bên ngoài tiên phủ, năm người Vạn Sĩ Hồng lại lần nữa liên thủ, rất nhanh phá vỡ cấm chế. Đám người xuyên qua hành lang chật hẹp tối tăm, tiếp theo tới một gian phòng nhỏ bốn góc, trong phòng là một trận pháp truyền tống. Mà bên cạnh trận pháp, một bia đá màu xám sáng lên quang mang, nổi lên một nhóm chữ cực nhỏ. Ta ở đây phí thời gian mấy trăm năm, cuối cùng tìm được đường ra, trước khi đi lưu truyền trong phủ. Người có duyên nếu tới nơi đây, có thể nhập trận phá hiểm, phàm người thông qua đều có thể nhận truyền thừa của ta. Trận pháp truyền tống không lớn, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp một lần ba người tiến vào, mấy tên Nguyên Anh nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng trầm mặc xuống, tựa hồ là đang suy nghĩ tìm tòi nên làm thế nào để mình tiến vào trong trận trước. Nhưng Vạn Sĩ Hồng tựa hồ không để ý tới những người khác lục đục với nhau, không nói hai lời tiến lên một bước thúc giục pháp trận, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của gã trong nháy mắt biến mất. Thấy vậy, bọn Lôi Minh lão tổ đương nhiên sẽ không tranh chấp nữa, phân phó thủ hạ hai câu, tiếp theo bước vào trong truyền tống trận. Rất nhanh, trong phòng nhỏ chỉ còn lại một đám tu sĩ kết đan, nhưng bầu không khí giữa cả bọn còn khẩn trương hơn cả đám Nguyên Anh. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 367, ta gọi là Hải Đại Phú. Phương Đại Phú nhìn chằm chằm Viên Minh, ánh mắt phức tạp cuối cùng chỉ để lại một màu cừu hận, nhưng đang lúc gã muốn hành động, nam tử mắt xanh đứng bên cạnh đè xuống bờ vai của gã. Sư tôn nói, nhiệm vụ làm trọng, cái khác để sau. Nghe nam tử truyền âm, Phương Đại Phú hậm hực lui lại một bước, một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Viên Minh. Cùng lúc đó trong ba người đi theo Lôi Minh lão tổ, Nhan Tư Tịnh cũng nhìn qua Viên Minh, tựa hồ muốn âm thầm nói cái gì với hắn, nhưng ngại nữ tu kết đan bên cạnh nên không dám. Thấy nhiều người như vậy nhìn tới lui Viên Minh, trong đội ngũ Linh Phù Tông, một gã trung niên ăn mặc tú tài truyền âm với hắn. Viên đạo hữu, lát hồi ngươi đi theo ta vào, miễn cho bị người Quy Nguyên Tông và Ngũ Lôi Tông mai phục. Người này tên là Văn Tại Phủ, chính là người có tu vi cao nhất trong ba người Linh Phong Thành, đã có kết đan hậu kỳ. Viên Minh gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng cũng không quá lo lắng. Cục diện trước mắt, so với bản thân dự đoán trước đây thì tốt hơn không ít. Ngay lúc bầu không khí có chút giằng co, ba người Hắc Mạc Tán Minh tiến lên, không nói một lời đứng ở trong pháp trận, sau một hồi linh quang chớp động, biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy, Văn Tại Phủ lập tức liếc mắt ra ý với bọn Viên Minh một cái, hai người cũng đứng trong pháp trận, theo một đạo linh quang bao khỏa, tất cả bỗng nhiên biến mất. Viên Minh cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến hóa theo, thân thể cũng có một loại cảm giác đằng vân giá vũ, khi cảnh vật trước mắt dừng lại, phát hiện bản thân đã đi tới một chỗ hạp cốc âm khí nồng đậm. Bốn phía đều là âm khí mê vụ màu xám cho, âm phong gào thét qua, mang theo từng cơn quỷ khóc réo vang, làm lòng người lạnh lẽo. Viên Minh đứng trong một trận pháp bao phủ, sương mù màu trắng nhạt hình thành vòng bảo hộ ngăn cách âm phong ác quỷ ở bên ngoài, làm cho Viên Minh có thời gian quan sát chốc lát. Văn Tại Phủ cũng không ở bên cạnh hắn, truyền tống trận pháp tựa hồ làm rối loạn vị trí của bọn hắn, bất quá kể bên cũng không gặp tu sĩ Nguyên Anh khác,
khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Đang lúc hắn quan sát bốn phía, trận pháp dưới chân hắn đột nhiên sáng lên, ngay sau đó, một thiếu nữ thanh lệ xuất hiện ở sau lưng. Hắn chính là Nhan Tư Tịnh. Nàng vừa mới hiện thân, thần sắc khẩn trương đánh giá xung quanh, thấy Viên Minh tựa tiếu phi tiếu đứng trước mặt, trên mặt lập tức hiện lên một tia mừng rỡ. Bất quá ngay sau đó nàng lại khẩn trương, thẳng đến khi phát hiện xung quanh cũng không có Lôi Minh lão tổ, mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng, vội vàng nói với Viên Minh, Viên đạo hữu, à. Nhưng nàng còn chưa nói hết lời, trận pháp dưới chân hai người lại sáng lên, mà lần này, trước mặt bọn hắn lại là Phương Đại Phú. Mà khi Phương Đại Phú thấy rõ đứng trước mặt chính là Viên Minh và Nhan Tư Tịnh, gã lập tức lộ ra kinh ngạc. Tiếp theo không chút do dự lui nhanh ra sau, đồng thời một tay giương lên, triệu hồi ra ba con luyện thi kết đan ngăn trước người. Lúc Tô Tử Mạc công kích linh quang cấm chế, hắn thông qua phần hồn thứ hai thấy những luyện thi yêu đan này nắm giữ cả bộ Di Hoa Tiếp Mộc Đại Pháp. Hắn tự nhiên biết rõ, những luyện thi này kỳ thật chính là vận dụng phương pháp đó bồi dưỡng ra tu sĩ yêu đan. Hắn phá hủy quặng mỏ Quy Nguyên Tông, còn cố ý phá hủy phòng thí nghiệm của Hải Trưởng Lão dưới mặt đất, thật không ngờ. Qua mấy năm mà Quy Nguyên Tông đã nghiên cứu phương pháp này tiến thêm một bước, thậm chí đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Tận mắt chứng kiến thảm trạng người bị xẻ rồi khâu lại, trong lòng hắn không khỏi dấy lên một chút tức giận, nhìn về phía Phương Đại Phú, trong ánh mắt sát ý lăng nhiên. Nhưng có ba tu sĩ yêu đan hộ thân, lực lượng Phương Đại Phú thập phần mạnh mẽ, phát giác được sát ý trong mắt Viên Minh, gã ngược lại cười lạnh thành tiếng. Viên Minh, năm đó tại quặng mỏ ngươi giết phụ thân ta, có từng nghĩ gặp lại ngày hôm nay? Nghe vậy, Viên Minh nhăn mày, ta giết phụ thân ngươi khi nào? Hải Thanh Trưởng Lão trấn thủ Viêm Lân Khoáng, ngươi đừng nói là ngươi đã quên. Phương Đại Phú quát chói tai một tiếng, nhưng Viên Minh nhăn mày càng sâu, ngươi không phải họ Phương. Lời này ra, Phương Đại Phú lập tức sững sờ, qua đủ loại xông lên đầu, lúc thấy phụ thân là phẫn hận, bướng bỉnh không chịu đổi tên, đến khi biết phụ thân chết đi vẫn còn mờ mịt, kéo dài hoài niệm đến nay. Gã bỗng nhiên đỏ cả vành mắt, cảm xúc phức tạp hóa thành nước mắt, cũng hóa thành một tiếng rít. Ta họ Hải, gọi là Hải Đại Phú. Lời còn chưa dứt, gã vung tay lên, ba tên tu sĩ yêu đan lập tức nhào tới Viên Minh. So với Tô Tử Mạc gọi ra tu sĩ yêu đan, Hải Đại Phú gọi ra ba tu sĩ yêu đan này, mức độ hóa thú càng thêm rõ ràng. Tu sĩ yêu đan cầm đầu đã sớm không còn hai tay, thay vào đó là một đôi cánh tay bọ ngựa to lớn. Trên lưỡi đao màu xanh thẫm lóe hàn mang, theo huy động, ba đạo đao mang trắng nhạt đan xen chém tới Viên Minh. Viên Minh đã sớm giương tay áo lên, một cỗ tiềm lực đẩy Nhan Tư Tịnh ra sau mấy trượng, đồng thời khoát tay. Kim dương thước lượn vòng ra, kim ảnh lóe lên, giữa không trung chia ra làm mấy chục đạo kim quang thước ảnh, đón đao mang tới, trong phút chốc đánh tan nó, sau đó đâm tới tu sĩ cánh tay côn trùng. Nhưng vào lúc này, hai đạo tử sắc u quang từ sau lưng tu sĩ cánh tay côn trùng bắn thẳng tới, rơi vào trên thước ảnh, cố định chúng giữa không trung. Viên Minh thấy vậy, ánh mắt quét qua, chỉ thấy sau lưng tu sĩ cánh tay côn trùng có một tên tu sĩ yêu đan khác trên trán mở ra bốn con mắt. Một đôi mắt rắn, một đôi mắt hổ, tử sắc u quang chính là từ mắt rắn bắn ra. Thấy Viên Minh trông lại, sáu mắt của gã trong nháy mắt, trong hai con mắt hổ tuôn ra bạch mang chói mắt, làm cho Viên Minh không khỏi nheo mắt lại. Cùng lúc đó, lại mấy tiếng oanh minh vang lên, tiếp theo có cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, một số khỏa hỏa cầu to bằng đầu người đánh tới Viên Minh. Viên Minh nhấc tay lên, đỉnh nhỏ đồng thau bay tới giữa không trung, đón gió trướng lớn gần trượng, vô số hỏa diễm màu đỏ từ trong đỉnh tuôn ra, ngưng kết thành một con xí diễm trường long, sau một phen chảo đâm vĩ quật, ngăn lại hết thảy hỏa cầu kia đánh tới. Đánh ra hỏa cầu chính là một tên tu sĩ yêu đan sau cùng, xem dung mạo, gã càng giống Thạch Xuyên bị bắt chung với Tả Khinh Huy đưa đến quặng mỏ. Lúc này gã đã hoàn toàn không có thần trí, cánh tay phải như viên hầu lông trắng vươn thẳng về trước, hỏa diễm từ lòng bàn tay tuôn ra, ngưng tụ thành lửa sau đó ầm vang bắn ra. Ba tên tu sĩ yêu đan khởi xướng tấn công mạnh Viên Minh, đồng thời Hải Đại Phú cũng há miệng phun ra một thanh cốt đao màu trắng, xem ngoại hình giống như đúc thanh Hải Thanh sử dụng. Ngay sau đó, pháp lực toàn thân Hải Đại Phú cổ động, một tay bấm niệm pháp quyết chỉ cốt đao, từ đầu ngón tay lập tức hiện ra từng cơn âm khí, như tấm lụa bao khỏa cốt đao, trên cốt đao dấy lên một đạo hỏa diễm tái nhợt, thôn phệ âm khí vọt tới. Theo Hải Đại Phú thôi động, hỏa diễm trên cốt đao tăng vọt,
từng cơn lạnh thấu xương kích tủy, cho dù là người đứng xem cũng cảm nhận được lãnh ý gần như đi sâu vào thần hồn. Hải Đại Phú cười lạnh, hơi nhấc tay, muốn điều khiển cốt đao chém về phía Viên Minh, nhưng khi gã nhìn lại Viên Minh, đã thấy hắn đứng bên kia bị tu sĩ yêu đan vây công, chính là phụ thân Hải Thanh của mình. Phú Nhi, là vì phụ, chớ xuất thủ nữa. Thấy Hải Đại Phú trông lại, Hải Thanh vội vàng hô. Hải Đại Phú sửng sốt một cái chớp mắt, tiếp theo đột nhiên lấy lại tinh thần, cắn răng nói, cẩu tặc, mơ tưởng dùng huyễn thuật gạt ta, phụ thân ta đã chết. Gã giống to, cốt đao trước người không chút do dự chạm tới Hải Thanh, hỏa diễm tái nhợt như hổ đói vồ mồi, đông lạnh Hải Thanh thành băng điêu. Nhưng huyễn thuật trước mắt Hải Đại Phú lại chưa tiêu mất, trong mắt gã, phụ thân đang bị băng phong gắt gao nhìn chằm chằm mình, trong mắt có chấn kinh, cũng có trách cứ. Không được nhìn chằm chằm ta như vậy. Hải Đại Phú gầm thét, điều khiển cốt đao chém vỡ hàn băng, nhưng hàn băng vỡ vụn lại giống như từng tấm gương, trong mỗi một mảnh vỡ đều cất giấu con mắt của Hải Thanh. Những ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú Hải Đại Phú, làm trong lòng gã xuất hiện một cỗ cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời. Có phẫn nộ, lại áy náy, thậm chí còn mang theo một tia khoái ý và mừng thầm làm gã kinh hãi không thôi. Không, không đúng, ta không nghĩ như vậy. Hải Đại Phú giống giận, thân sắc tựa như hỏng mất, cỗ cảm xúc không hiểu kia lấp kín nội tâm của gã, thậm chí làm gã quên đi, bản thân đang giao thủ với Viên Minh. Trong mắt gã, hết thảy xung quanh đều đã biến mất, trong không gian đen nhánh chỉ có gã cùng khối băng vỡ vụn kia phát ra ánh sáng. Nhưng bỗng nhiên, một chỗ vụn băng bỗng nhiên hòa tan, dòng nước vọt tới Hải Đại Phú, ở ngay trước mặt gã ngưng kết thành Hải Thanh. Đại Phú, ngươi quá làm cho vi phụ thất vọng. Hải Thanh nói xong, trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh cốt đao, đâm vào ngực Hải Đại Phú. Kịch liệt đau nhức đánh tới, nhưng không làm cho Hải Đại Phú tỉnh táo lại. Gã nhìn phụ thân của mình, thấy trong mắt y lộ ra thất vọng, chẳng biết tại sao, đáy lòng chợt nhiều ra một tia giải thoát. Có lẽ, nên sớm như thế. Tại điểm cuối của sinh mệnh, gã nghĩ như vậy. Từ khi gã tiếp nhận phụ thân yêu mến, gã hận, nhưng đã không còn danh chính ngôn thuận. Gã bị trói buộc chặt bản thân đi tới, nhưng chưa bao giờ nghĩ, đây có lẽ là lý do gã có thể an tâm được hưởng hết thảy. Gã luôn coi là, bản thân mềm yếu, không chịu được lời người khác khuyên, nhưng trên thực tế, chân chính để gã từng bước đi đến ngày nay là do nội tâm gã tham lam. Phụ thân có lẽ đã nhận ra điểm này, nhưng từ đầu đến cuối y thẹn trong lòng, không dám, cũng không trách cứ gã. Dục vọng tạo thành xiềng xích, từng bước một kéo gã vào trong vực sâu, nhưng thủy chung không ai chịu chặt đứt nó. Không, đã từng có, nhưng sau khi mẫu thân qua đời đã không còn. Nếu phụ thân có thể nghiêm khắc với mình, nếu mình có thể nghiêm khắc với bản thân, có lẽ gã sẽ không đi đến một bước hôm nay. Đáng tiếc đã trễ, nhưng gã cũng không hối hận vì đã đổi lại tên là Hải Đại Phú. Ta gọi Hải Đại Phú, phụ thân, mẫu thân, hài nhi tới đoàn tụ với các người. Ý niệm cuối cùng trong đầu Hải Đại Phú xẹt qua, khóe miệng lại hiện lên mỉm cười. Tiếp theo ý thức rơi vào bóng đêm vô tận, hai đầu gối gã mềm nhũn, thi thể trùng điệp ngã xuống trước, nhấc lên bụi bặm. Chương 368, đường tự cứu. Viên Minh nhìn thi thể Hải Đại Phú, trong lòng chẳng biết tại sao, dâng lên một cỗ tình cảm khó nói lên lời. Tu tiên giả, bản tâm phần lớn vì siêu thoát hỗn loạn phàm tục, truy cầu lực lượng cường đại hơn, đồng thọ cùng trời đất, trong mắt phàm nhân, tiên nhân thượng thiên độn địa. Không gì không làm được, tựa hồ sẽ không còn cảm nhận được khó khăn của thế gian, cũng không còn phiền não của phàm nhân, có thể tiêu dao trong thiên địa. Nhưng tu tiên giả vốn là từ trong phàm nhân đi ra, được thiên địa chiếu cố nên có được linh căn để truy cầu vô thượng đại đạo, nhưng bản thân lại thường không cách nào chân chính siêu thoát khỏi thế tục, cũng có thất tình lục dục, trải qua thăng trầm. Tiên nhân, nói cho cùng, làm người trước, thành tiên sau. Nơi có người sẽ có giang hồ sẽ có ân oán, tu tiên giới cũng như thế. Từ khi hắn bước vào con đường cầu tiên vấn đạo, kỳ thật cũng từ giang hồ này, đi vào một giang hồ khác, càng thêm hỗn độn, càng thêm nguy hiểm, càng giang hồ huyết tinh lửa ta dối người. Phàm nhân, chí ít có luật lệ trong thế tục, cùng quốc pháp quan chủ, nếu chán ghét hồng trần, có thể rửa tay chậu vàng, thoái ẩn giang hồ. Mà tại tu tiên giới, mặc dù cũng có chế ước nhất định, nhưng kỳ thật đa số thời điểm, thực lực cường đại đại biểu hết thảy, trước khi có thực lực, căn bản không có cái gọi là công bằng.
Nói cách khác, nếu bản thân không có giá trị, sẽ không có người ra mặt giúp người. Hôm nay, Hải Đại Phú xúc động chết trong tay mình, cũng chết trong thân tình, bản thân mình ngày khác nếu chủ quan, hoặc là tu vi trì trệ không tiến, cũng có thể sẽ rơi vào phía sau, hạ tràng cũng chưa chắc tốt hơn. Viên Minh than nhẹ một tiếng, thu hồi suy nghĩ tạp nham, yên lặng tiến lên, thu lại túi chữ vật cùng linh thú đại của Hải Đại Phú. Tu sĩ yêu đan trời sinh thần hồn yếu kém, hắn gần như không uổng phí khí lực là có thể khiến cho phản chiến, mà trong khi thi triển huyễn thuật lừa bịp Hải Đại Phú, hắn lại sử dụng năng lực động tình, phóng đại cảm xúc đáy lòng Hải Đại Phú, khiến gã sụp đổ, để tu sĩ cánh tay côn trùng đánh giết gã. Hết thảy phát sinh trong điện quang hỏa thạch, Hải Đại Phú trong ảo giác trải qua thời gian dài như vậy, ở hiện thực lại chỉ mấy hơi thở. Cách đó không xa, Nhan Tư Tịnh nhìn thấy Hải Đại Phú gây rối loạn, vốn còn có chút bận tâm Viên Minh, nhưng thấy Viên Minh dễ dàng giết chết Hải Đại Phú, lập tức cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì có người bên ngoài ở đây, Viên Minh quét dọn xong chiến trường, cũng không kiểm tra thu hoạch, mà mỉm cười với Nhan Tư Tịnh, Nhan cô nương, đã lâu không gặp. Thanh âm bình thản, phảng phất trận chém giết trước đây không lâu căn bản chưa từng xảy ra. Nhan Tư Tịnh lấy lại tinh thần, trên mặt còn lưu lại thần sắc khó tin, nhiều ngày không gặp, thực lực Viên đạo hữu càng tinh tiến. Nhan cô nương quá khen rồi, bất quá là ta vừa lúc nắm giữ Di Hoa Tiếp Mộc Đại Pháp, biết rõ bí quyết trưởng khống những tu sĩ yêu đan này, làm bọn hắn lâm trận phản chiến, mới có thể dễ dàng như vậy thôi. Viên Minh nửa thật nửa giả giải thích. Nhan Tư Tịnh gật gật đầu, chỉ là tựa hồ cũng không quá tin tưởng lý do Viên Minh thoái thác, đương nhiên cũng biết đối phương không muốn nhiều lời, nên không tiện hỏi nhiều. Lại nói, không nghĩ tới Nhan cô nương cũng kết thành kim đan, thật sự là đáng mừng. Chỉ là chẳng biết tại sao, ngày nay lại đi cùng Lôi Minh lão tổ, lệnh tỷ đang ở chỗ nào, có mạnh khỏe không? Viên Minh đổi chủ đề, hỏi thăm. Nghe vậy, thần sắc Nhan Tư Tịnh ảm đạm, lúc này thở dài một tiếng, việc này nói rất dài dòng, hôm đó chia ra với đạo hữu, ta và A tỷ lập tức quay trở về Bách Đan phường, phân phát tài sản cho người trong phường, mang theo tài nguyên để dành, trốn đến Linh Phong thành, dự định tránh đầu sóng ngọn gió. Viên Minh nhíu mày lại, giả vờ không biết, a, vậy thật đúng dịp, trước đó ta cũng ở tại Linh Phong thành, đáng tiếc không gặp được tỷ muội các ngươi. Ai, đạo hữu không gặp gỡ chúng ta cũng là chuyện tốt. Ta và A tỷ vốn cho rằng chỉ cần trốn ở trong thành đóng cửa không ra, mọi chuyện sẽ trôi qua, nhưng ai ngờ trong Linh Phong thành ngây người không lâu, lại bị một kẻ tên là Minh Nguyệt Thần phát hiện. A tỷ sau khi biết việc này, lập tức mang ta đi địa thành khác tránh nạn, ai ngờ Sài trưởng lão vừa lúc cũng trốn ở trong tòa thành kia. Hành tung của hắn bị người Ngũ Lôi Tông phát hiện, dẫn tới Lôi Minh lão tổ đích thân đến, cuối cùng ở trong thành phát hiện tỷ muội chúng ta. Nhan Tư Tịnh vừa rồi ở bên ngoài nghe được đám Kim Hy tiên tử tranh luận nên đã biết việc này, lúc này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười khổ nói. Lúc nàng nói những điểm này, một đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm Viên Minh, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì. Nhưng Viên Minh từ đầu đến cuối duy trì bình tĩnh tự nhiên, nhìn không ra mảy may dị dạng. Nhan Tư Tịnh có chút bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục nói, Lôi Minh lão tổ sau khi bắt chúng ta, cưỡng ép chúng ta đổi tu một bộ công pháp ổn dưỡng nguyên tinh, chuẩn bị cho chúng ta làm lô đỉnh thải bổ, vì thế cố ý cưỡng ép để thăng tu vi chúng ta lên kết đan, cũng lấy A tỷ bức hiếp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đồng hành với ta còn có hai nữ tu kết đan, cũng là lô đỉnh dự bị, chỉ là các nàng một lòng phụ thuộc vào Lôi Minh lão tổ, đã sớm biến thành đồng lõa, trông giữ ta chặt chẽ, cũng may ngay lúc này, các nàng không bên cạnh, ta mới có thể trò chuyện với Viên đạo hữu. Nói xong, Nhan Tư Tịnh thở dài một tiếng, trong lời nói, nhiều hơn mấy phần u oán. Viên đạo hữu nghe A tỷ nói, ngươi khi đó phá hủy quặng mỏ Quy Nguyên Tông, chính là dùng danh nghĩa Minh Nguyệt Thần. Trong Linh Phong Thành, Minh Nguyệt Thần không phải vì ngươi mà đến, lại vừa lúc phát hiện ta chứ. Có lẽ là vậy, trước đó ta bẩm báo với Minh Nguyệt Thần chuyện Vũ Hoàng, về sau kết đan trong Linh Phong Thành, Minh Nguyệt Thần cũng tự mình đến chúc phúc, chỉ là ngài cũng không nói với ta. Viên Minh nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài, nhưng lại không nói rõ chân tướng. Nhan Tư Tịnh trầm mặc một cái chớp mắt, cảm xúc bỗng nhiên kích động lên, Viên đạo hữu, tha thứ ta nói thẳng. Minh Nguyệt Thần nếu tồn tại, lúc trước hắn cũng bảo đảm với ta, nếu gặp nguy hiểm, có thể mặc niệm tên của hắn, khẩn cầu bảo hộ. Lúc Lôi Minh lão tổ phủ xuống, ta đã niệm, nhưng vì sao hắn không hiện thân?
rõ ràng có thần thông quảng đại, lúc ấy tại quặng mỏ cũng đã giúp cho tất cả mọi người có thể tự do chúa tể vận mệnh, vì sao hắn không chịu xuất hiện viện thủ chúng ta? Viên Minh không trả lời, chỉ yên lặng nhìn Nhan Tư Tịnh phát tiết cảm xúc. Mà Nhan Tư Tịnh thấy Viên Minh phản ứng như thế, trên mặt lập tức hiện lên một tia tuyệt vọng, bờ môi mấp máy, xoay người sang chỗ khác không muốn nhiều lời nữa. Nhưng vào lúc này, Viên Minh đột nhiên mở miệng nói, thần là vạn năng, nhưng thần cũng không phải luôn nhìn chăm chú thế gian. Nhan cô nương sau khi nghe thần dụ đã tế bái cầu nguyện chưa? Ta thân là thần sứ, cư trú ở trong Linh Phong Thành, thần tự nhiên cũng sẽ rời ánh mắt về hướng Linh Phong Thành, nhưng không có tín đồ cầu nguyện, thần làm sao chú ý được? Huống chi, vào ngày thường chẳng thèm ngó tới thần, đến lúc nguy nan mới cầu nguyện thần cứu trợ, thử hỏi thần kiểu gì mới có thể chiếu cố dạng người này. Chỉ có tín đồ mới đến cứu rỗi, thần như vậy, không cảm thấy ngại xưng là phổ độ chúng sinh sao? Nhan Tư Tịnh ngoái nhìn cười lạnh. Ngươi sai, không phải chỉ có tín đồ mới đến cứu rỗi, mà chỉ có người thức tỉnh mới đạt được cứu rỗi, chỉ có tự cứu mới có thể có người cứu. Thần có vĩ lực tồn tại ở thế gian, nếu chúng sinh đều khổ, thần không phải cứu ngay bởi vì đây không phải là cứu người, mà là hại người. Ngài cứu rỗi chính là vạch cho chúng ta một con đường tự cứu, chúng ta đi theo đường của thần, cuối cùng mới có thể tự cứu rỗi mình. Nhan Tư Tịnh nghe vậy thấy nao nao, một đôi mắt to hắc bạch phân minh hiện lên một chút như nghĩ tới điều gì. Viên Minh nhìn nàng này một chút, bất động thanh sắc tiếp tục nói, giống như cuộc chiến tại quặng mỏ Quy Nguyên Tông. Tuy là ta xuất thủ giải quyết Hải Thanh, nhưng những tu sĩ trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ trông coi các đệ tử vẫn do nhóm Quáng Nô tự mình giải quyết. Minh Nguyệt Thần để cho ta giải khai trói buộc tư tưởng của bọn hắn, để bọn hắn dựa vào bản thân, lấy được tự do. Do đó, nếu ngươi thành tâm cầu nguyện Minh Nguyệt Thần, có lẽ thần sẽ phái ta đến đây, ban cho ngươi công pháp có thể thành tựu kết đan, đến lúc đó đối mặt Lôi Minh Lão Tổ. Cho dù không địch lại, ngươi cũng có khả năng mang theo tỷ tỷ Đào Tẩu, nếu như ngay cả Đào Tẩu cũng không được, như vậy thần sẽ đích thân ra tay giúp ngươi giải quyết Lôi Minh Lão Tổ. Nghe vậy, Nhan Tư Tịnh mím chặt bờ môi, dường như không cam lòng, nhưng không phản bác được, cuối cùng cũng chỉ rơi xuống một tiếng thở dài sâu kín. Ai, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nhưng Viên Minh lại lắc đầu, nói, chỉ cần thành tâm sẽ không muộn. Nhan Tư Tịnh ngây ngẩn cả người, bỗng thấy Viên Minh tiếp tục giải thích, ta là thần sứ, đại biểu Minh Nguyệt Thần nhìn chăm chú nơi này, chỉ cần từ giờ trở đi. Ngươi thành tâm tín ngưỡng Minh Nguyệt Thần, tán thành lý niệm của ngài, ngài sẽ bất kể hiềm khích lúc trước, lúc ngươi cần nhất sẽ ban thưởng ân điển. Ban thưởng ân điển? Ân điển gì? Tự mình ra tay giúp ta giết Lôi Minh Lão Tổ, hay là trực tiếp đem ta và A Tỷ đến một nơi mà Lôi Minh Lão Tổ tìm không thấy? Nhan Tư Tịnh cười hỏi. Ta nói, thần là vạn năng, nhưng sẽ không phải muốn gì cứ lấy. Ngày nay thần người hãm nhà tù, tựa như Quáng Nô bị nhốt trong quặng mỏ. Lôi Minh Lão Tổ chính là vòng cổ kẹt trên cổ ngươi, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, Minh Nguyệt Thần sẽ giúp ngươi giải trừ vòng cổ, nhưng lệnh tỷ vẫn cần tránh thoát trói buộc, ngươi phải tự đi giải cứu. Viên Minh lắc đầu, nói như thế. Trong mắt Nhan Tư Tịnh sáng lên một chút chờ mong, rốt cuộc bị thuyết phục mấy phần, vội vàng nói, được, ta đáp ứng ngươi. Từ giờ trở đi, ta sẽ thành tâm cầu nguyện với Minh Nguyệt Thần, nếu ngài thật có thể giúp ta giết Lôi Minh Lão Tổ. Để cho ta thu được lực lượng cứu ra A Tỷ, ta cũng sẽ nói A Tỷ tin tưởng Minh Nguyệt Thần. Ngày sau Bách Đan Phường trùng kiến, chúng ta cũng sẽ để tất cả mọi người trong phường tín ngưỡng Minh Nguyệt Thần, trở thành tín đồ của ngài. Minh Nguyệt Thần đang nhìn chăm chú tòa tiên phủ này, lời ngươi sẽ truyền đến trong tai ngài, chỉ là nhớ kỹ, ngươi bây giờ còn chưa phải thần sứ Minh Nguyệt Thần, cầu nguyện nhất định phải thành tâm. Minh Nguyệt Thần dễ dàng tha thứ một lần, nhưng không có lần thứ hai. Viên Minh gật đầu nhẹ, lại dặn dò từng chữ. Ta nhớ kỹ, ta cũng sẽ không lấy tính mạng A Tỷ và tài sản của mình để nói đùa, Nhan Tư Tịnh trịnh trọng bảo đảm. Các bạn đang nghe chuyện tiên giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 369, Đại Bổ. Vào thời khắc này, một tiếng cười lạnh từ sau lưng Viên Minh và Nhan Tư Tịnh truyền đến, tràn ngập ý trào phúng. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trong âm khí tràn ngập cách đó không xa, mơ hồ nhìn thấy một thân hình thướt tha áo đen, xem trang phục chính là gã tu sĩ kết đan Hắc Mạc Tán Minh.
người này xuất hiện dị thường đột ngột, lại vô thanh vô tức, mặc kệ là Viên Minh hay là Nhan Tư Tịnh đều không phát hiện người này từ nơi nào đến, xuất hiện khi nào. Thần sắc Nhan Tư Tịnh đột biến, trong tay hiện lên kim quang, thêm ra một thanh kim sắc bảo kiếm tạo hình cổ sơ, thân kiếm khắc ghi rất nhiều đồ án quái thú, một mặt đề phòng. Các hạ vô thanh vô tức nghe lén người khác nói chuyện như thế, có phải không chính thống không? Viên Minh đưa tay ngăn Nhan Tư Tịnh lại, bất động thanh sắc hỏi. Người áo đen căn bản mắt điếc tai ngơ, xem hai người Viên Minh như không, thân hình thoát một cái, bay đến trong cốc hướng lên núi. Viên Minh hơi híp mắt lại, một cỗ thần thức chụp vào người áo đen, thi triển mộng điệp huyễn thuật. Mặc kệ người này xuất hiện khi nào, đã có khả năng nghe được kế hoạch của hắn và Nhan Tư Tịnh, vậy không thể để gã rời đi. Nhưng tốc độ người áo đen bay không thay đổi chút nào, căn bản không bị huyễn thuật của Viên Minh ảnh hưởng. Con ngươi hắn co rụt lại, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Lấy thần hồn lực của hắn ngày nay, cùng tu vi huyễn, thuật, cho dù là kết đan hậu kỳ cũng chưa chắc không thể bị ảnh hưởng chút nào. Đang cân nhắc, Viên Minh liền thôi động bách quỷ dạ hành đồ, hư không trước người áo đen ba động cùng một chỗ. Một thân ảnh màu xám trống rỗng xuất hiện, chính là Phương Hữu Đình dưới hình thái quỷ nô, năm ngón tay khẽ chụp tới. Ầm ầm. Năm đạo hắc sắc lôi điện từ đầu ngón tay nó bắn ra, đánh về phía người áo đen, chính là thần thông âm lôi sau khi Phương Hữu Đình chuyển hóa làm quỷ nô mới đản sinh ra. Nhan Tư Tịnh thấy Viên Minh động thủ, cũng khẽ kêu một tiếng, kim sắc bảo kiếm phát ra gào thét dung chuyển hư không, chém về phía người áo đen. Người áo đen vẫn bất động, một cỗ gợn sóng màu trắng từ trên thân gã nhộn nhạo ra. Hai mắt Phương Hữu Đình lập tức trở nên trống rỗng, phương hướng năm đạo âm lôi bị lệch ra, lướt qua thân hắc bảo nhân. Trong mắt Nhan Tư Tịnh cũng nổi lên mấy phần mông lung, tựa hồ rơi vào huyễn cảnh, kim sắc bảo kiếm đột nhiên mất đi khống chế, chạm về một phương hướng khác. Huyễn thuật. Trong lòng Viên Minh nghiêm nghị, giờ mới hiểu ra, hắc bảo nhân này vừa rồi vì sao không bị huyễn thuật của hắn ảnh hưởng. Người này đơn giản là có thể khiến Nhan Tư Tịnh cùng Phương Hữu Đình rơi vào huyễn cảnh, tu vi huyễn thuật chỉ sợ không kém mình. Viên Minh khẽ quát một tiếng, hồn đan trong thức hải bỗng nhiên thu nhỏ, gần như biến thành to bằng hạt vừng, sau đó bỗng nhiên căng phồng lên. Một cỗ thần thức cường đại phun ra ngoài, tấn mãnh dị thường, hình thành một cỗ sóng giữ thần thức cường đại, hung hăng trùng kích lên thân Phương Hữu Đình, Nhan Tư Tịnh. Đây là trước đây không lâu hắn kết hợp hồn đan thuật, chấn hồn bí thuật, cùng năng lực tràng hồn, tìm ra thần thông phá giải huyễn thuật, thập phương hồn sóng. Thập phương hồn sóng phá giải huyễn thuật hiệu quả kém xa tràng hồn, nhưng hơn ở phạm vi rộng lớn. Thân thể Phương Hữu Đình và Nhan Tư Tịnh run lên, khôi phục lại. Người áo đen quay đầu nhìn Viên Minh một chút, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia kinh ngạc, thân hình lóe lên chui vào sâu trong thung lũng, rất nhanh không thấy tung tích. Trên mặt Viên Minh lướt qua một tia kỳ dị, không ngăn cản nữa. Viên đạo hữu, vì sao để người áo đen kia rời đi? Nhan Tư Tịnh khẩn trương, nhịn không được có chút trách cứ. Không sao, người này sẽ không tiết lộ bí mật của chúng ta. Ánh mắt Viên Minh hơi chớp động, trong miệng nói như thế. Vì sao? Ngươi biết người kia. Đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt, nghe Viên Minh nói mà có chút bất mãn. Viên Minh không trả lời, phất tay áo vung lên, ba cây tiểu kỳ màu vàng rơi vào quanh người. Ta có một chuyện khẩn cấp muốn làm, thỉnh cầu Nhan đạo hữu thay ta hộ pháp một hai. Hắn nhanh chóng nói, cũng không đợi Nhan Tư Tịnh trả lời, liền thôi động ba cây tiểu kỳ màu vàng. Hoàng quang sáng tỏ từ trên ba cây tiểu kỳ dâng lên, hình thành một màn sáng bán cầu thật dày, bao phủ lại thân ảnh Viên Minh, thần thức cũng vô pháp xuyên thấu vào. Nhan Tư Tịnh bị liên tiếp cử động của hắn làm cho không hiểu thấu, thậm chí có chút tức giận. Nhưng nàng cũng rõ mình vừa mới tiến giai kết đan kỳ, thực lực nhỏ yếu, không được Viên Minh để ở trong mắt cũng là đương nhiên. Nhan Tư Tịnh thở sâu, đè xuống tức giận trong lòng, yên lặng đi đến cạnh màn sáng màu vàng khoanh chân ngồi xuống. Phương Hữu Đình thì đứng bên kia màn sáng màu vàng, ánh mắt trống rỗng nhìn quanh. Viên Minh thông qua phân hồn thứ hai cảm ứng được cử động của Nhan Tư Tịnh, khẽ vuốt cằm, lật tay lấy ra tấm ngân sắc lệnh bài kia. Sau màn sáng màu vàng tăng thêm một tầng màn sáng màu bạc, lúc này mới an tâm ngồi xuống, lấy ra Thâu Thiên Đỉnh. Sau một lát, màn sáng màu vàng tiêu tán, thân ảnh hắn hiển lộ ra. Viên đạo hữu, chuyện làm xong chưa? Nhan Tư Tịnh đứng dậy mỉm cười nói, cũng không hỏi Viên Minh đã làm gì. Đã xử lý xong, để Nhan đạo hữu đợi lâu, chúng ta lên đường đi.
Viên Minh thấy Nhan Tư Tịnh nhanh như vậy đã điều chỉnh tốt tâm tính, không khỏi nhìn nàng thêm một chút, thu Phương Hữu Đình bên cạnh vào Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, nói. Hai người phi thân lên, tiến vào sơn cốc. Càng đi về trước, âm khí trong sơn cốc càng thêm dày đặc, rất nhanh trong không khí hiện ra nồng vụ màu xám đen. Hai người Viên Minh cách thật xa đã cảm giác kinh mạch toàn thân bắt đầu run lên, thậm chí chỗ sâu cốt tủy cũng bắt đầu ẩn ẩn nhói nhói. Quỷ trướng, nơi đây âm khí lại nồng đậm như thế, thần sắc Nhan Tư Tịnh trở nên ngưng trọng. Ánh mắt Viên Minh cũng khẽ động, hắn nghe nói quỷ trướng là nơi âm khí cực nặng, quỷ vật tụ tập mới có thể hình thành. Dị thường âm độc, cho dù tu sĩ gặp phải, tu vi hơi thấp cũng sẽ tinh huyết khô héo mà chết. Nhưng đối với pháp bảo quỷ đạo, quỷ trướng lại là vật đại bổ. Tâm hắn chuyển động, âm thầm thôi động Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, trong sơn cốc khí lưu lập tức dũng động, quỷ trướng nồng đậm bắt đầu bay tới hai người. Nhan Tư Tịnh biến sắc, cuống quýt tế lên một viên châu hỏa hồng, lơ lửng trên đỉnh đầu. Một đạo hồng sắc quang trụ từ trên viên châu phủ xuống, bao phủ nàng vào trong đó. Quỷ trướng đụng phải hồng sắc quang trụ, lập tức phát ra thanh âm suy suy, bị hồng quang trong cột sáng làm bốc hơi. Viên Minh thì hơi thôi động Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, thể nội lộ ra một tia sáng trắng. Quỷ trướng đụng một cái đến bạch quang, lập tức biến mất không còn tăm tích, căn bản đụng chạm không đến thân thể của hắn. Nhan Tư Tịnh nhìn không thấu Viên Minh dùng thủ đoạn gì, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hai người thi triển thủ đoạn, tiếp tục đi tới, rất nhanh bay vào trong quỷ trướng. Bách Quỷ Dạ Hành Đồ phảng phất thao thiết thôn thiên, trên đường những nơi đi qua, trong phạm vi mấy trăm trượng quỷ trướng đều dũng động không thôi. Trong sơn cốc tình huống nhìn như không biến hóa nhiều, kỳ thật tinh hoa quỷ trướng đã bị thu nạp trống không. Bách Quỷ Dạ Hành Đồ phát ra tiếng chiến minh vui vẻ, đồ án phía trên cũng tươi sáng thêm mấy phần, trong đồ quyển mấy con quỷ nô cũng thu nạp quỷ trướng lực. Lực lượng chậm rãi tăng trưởng, nhất là thiên quỷ tán nhân, thân thể nó cấp tốc trở nên ngưng thực, ẩn ẩn vượt qua Phương Hữu Đình. Viên Minh mừng thầm, thiên quỷ tán nhân vốn là hồn tu tình vu đỉnh phong, bị phù văn nguyền rủa cưỡng ép đánh rớt tu vi. Nếu có thể dựa vào quỷ trướng khôi phục thực lực, tuyệt đối có thể trở thành một cánh tay đắc lực của hắn. Hắn suy nghĩ một chút, ném cốt đao màu trắng cùng quải trượng màu đen của thiên quỷ tán nhân vào Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Cả hai đều là pháp bảo âm thuộc tính, dùng quỷ trướng tẩm bổ, có lẽ tăng lên uy lực 1-2. Về phần diệt hồn kiếm, Viên Minh không ném vào Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Kiếm này cần lực lượng âm hồn thần túy, quỷ trướng cưỡng ép thu nạp hỗn tạp, ngược lại sẽ có hại. Nhưng Viên Minh dọc theo con đường này cho Bách Quỷ Dạ Hành Đồ ăn đại bổ dẫn tới dị động, lại khiến toàn bộ hành trình thần kinh Nhan Tư Tịnh căng cứng, tay nắm chặt kim sắc bảo kiếm, hết sức chăm chú dò xét bốn phía. Nhan đạo hữu không cần lo lắng như thế, quỷ trướng dị động này có thể là chủ nhân tiên phủ cố ý dẫn phát, khảo nghiệm chúng ta, nếu có quỷ vật đột kích, giao cho ta là được. Viên Minh nhìn thấy Nhan Tư Tịnh như vậy, biết là nàng bị quỷ trướng dũng động hù dọa, cảm thấy áy náy an ủi, bay đến trước Nhan Tư Tịnh. Quỷ trướng là dựa vào quỷ khí nồng đậm sinh ra, nơi này có thể hình thành quỷ trướng nồng đậm như thế, khẳng định có không ít quỷ vật chiếm cứ, Viên đạo hữu nhớ cẩn thận. Nhan Tư Tịnh nhẹ nhàng thở ra, nhắc nhở. Viên Minh ừ một tiếng, thần thức quét về bốn phía, diệt hồn kiếm thể nội ngo ngoe muốn động. Hắn khác với Nhan Tư Tịnh, ngược lại phi thường chờ mong quỷ vật giết tới. Diệt hồn kiếm mới tiến cấp pháp bảo, đang cần đại lượng âm hồn bổ dưỡng. Trước kia kiếm này thu nạp nhiều hồn lực hơn nữa, lực lượng cũng sẽ không biến hóa quá nhiều. Ngày nay diệt hồn kiếm đã dưỡng thành phù trận, thôn phệ âm hồn càng nhiều, uy lực càng lớn. Nhưng vượt quá hai người dự đoán, bọn hắn đi hồi lâu, ngay cả một con quỷ vật cũng không gặp được. Hẳn là bị người áo đen đi trước đánh chết. Nhan Tư Tịnh vừa mừng vừa sợ. Viên Minh im lặng không nói, âm thầm hoài nghi quỷ vật nơi đây có phải bị Bách Quỷ Dạ Hành Đồ hù chạy hay không. Hắn đang lo lắng có nên thu hồi Bách Quỷ Dạ Hành Đồ không, trong chướng khí phía sau đột nhiên lướt ra một đạo bóng xám. Lại là một nữ tử áo xám tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy hung lệ, nhào về phía Nhan Tư Tịnh. Quanh người quỷ này âm khí lượn lờ ba động mãnh liệt, không kém tu sĩ kết đan kỳ. Nhan Tư Tịnh phản ứng cực nhanh, lập tức giơ lên kim sắc bảo kiếm, một đạo kim sắc kiếm quang hùng vĩ chém tới. Nữ quỷ áo xám giơ lên một chảo, một hắc sắc quỷ chảo lớn gần trượng trống rỗng xuất hiện, đơn giản chống đỡ được kim sắc kiếm quang. Không đợi Nhan Tư Tịnh phản ứng, nữ quỷ há miệng phát ra một tiếng rít, phương viên vài chục trượng nhất
thời tràn ngập tiếng quỷ khóc, thanh âm gào cực kỳ chói tai. Nhan Tư Tịnh cảm thấy thần hồn như gặp phải trọng kích, trong nháy mắt huyết sắc trên mặt hoàn toàn không còn, trong đầu càng trống rỗng. Bàn tay nữ quỷ chấn động, hắc sắc quỷ chảo ngăn kim sắc kiếm quang, chụp vào ngực Nhan Tư Tịnh, mắt thấy sẽ chém giết nàng tại chỗ. Một đạo kiếm quang màu đen từ phía trước phóng tới, xuyên qua hắc sắc quỷ chảo, chém nó thành vô hình. Nhan Tư Tịnh cũng bị một cỗ thanh quang bao lấy, cuốn ngược ra sau lưng Viên Minh. Viên Minh đã ngưng tụ thành hồn đan, thần hồn ổn định dị thường, không bị tiếng gào ảnh hưởng mảy may, khóe miệng thậm chí lộ ra vẻ tươi cười, dò xét nữ quỷ không thôi. Nữ quỷ cũng nhìn chằm chằm Viên Minh, tựa hồ cảm thấy người này khó đối phó hơn Nhan Tư Tịnh, chần chừ hai hơi sau đó mới ra tay. Lần nữa phát ra một tiếng quỷ gào, hai hắc sắc quỷ chảo cũng trống rỗng toát ra, đánh về phía hai bên Viên Minh. Viên Minh cười nhạt một tiếng, há miệng phun ra hai đạo diệt hồn kiếm quang, chảm diệt chúng. Đồng thời, một đạo hư ảnh đồ quyển to lớn từ trong cơ thể hắn bắn ra, quấn lấy nữ quỷ. Nữ quỷ ra sức giãy giụa, nhưng căn bản tránh không thoát đồ quyển trói buộc, kêu thảm một tiếng biến mất không thấy gì nữa, được thu vào bách quỷ dạ hành đồ. Viên Minh do dự một chút, không dùng diệt hồn kiếm chém giết hấp thu nó. Thần thông quỷ gào của nữ quỷ này không yếu, thủ đoạn có chút tương tự hồn tu, thời khắc mấu chốt có thể cần dùng đến. Hắn thôi động thần thông chuyển hóa quỷ thể của bách quỷ dạ hành đồ, bắt đầu luyện nữ quỷ áo xám thành quỷ nô. Chương 370, Ân Đô Thành. A, à, đầu quỷ vật kia đâu? Bị ngươi đánh lui à? Nhan Tư Tịnh lúc này khôi phục lại, có chút hoảng sợ nhìn bốn phía. Không cần lo lắng, quỷ vật kia đã bị ta thu phục. Viên Minh nói một câu, tiếp tục bay tới phía trước. Nhan Tư Tịnh nao nao, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn bóng lưng Viên Minh, cũng đi theo. Hai người rời đi không bao lâu, trong hư không cách đó mấy trượng, một đạo thân ảnh trong suốt nổi lên, chính là người áo đen lúc trước. Trên thân người này không tản mát ra một chút khí tức nào, trước đây thần thức Viên Minh và Nhan Tư Tịnh đã đảo qua nơi này, lại không thể phát giác sự tồn tại của gã. Người áo đen nhìn bóng lưng Viên Minh, ánh mắt dưới khăn đen lấp lóe tinh quang, sau đó nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Trên con đường tiếp theo, hai người Viên Minh tao ngộ quỷ vật bắt đầu nhiều hơn, có quỷ vật kết đan kỳ cường đại, cũng có rất nhiều tiểu quỷ trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ. Nhưng mặc kệ là quỷ vật gì, đối mặt Viên Minh đều không có lực phản kháng chút nào, không phải bị hư ảnh đầu quyển cuốn đi, chính là bị diệt hồn kiếm chém giết. Nhan Tư Tịnh một đường rất ít xuất thủ, tâm tư lại càng ngày càng nặng nề. Viên Minh hiện ra thực lực, nhiều lần vượt quá dự liệu của nàng, gần như vượt qua phạm trù kết đan kỳ vốn có, mà tựa hồ đối phương cũng không xuất toàn lực. Viên Minh chỉ là sứ giả của Minh Nguyệt Thần, vậy mà có thực lực như thế. Minh Nguyệt Thần mà hắn hầu hạ có lẽ có thể chống lại Lôi Minh lão tổ cũng khó nói, nếu vậy, Nhan Tư Tịnh âm thầm suy đoán. Nàng mặc dù đáp ứng Viên Minh, thờ phụng Minh Nguyệt Thần, nhưng trước đây vẫn hoài nghi thực lực Minh Nguyệt Thần. Ngày nay nhìn thấy chiến lực Viên Minh kinh người, bắt đầu kính sợ Minh Nguyệt Thần phát ra từ nội tâm. Vào thời khắc này, quỷ trướng đột nhiên trở nên mỏng manh, sơn cốc đã tới phần cuối. Phía trước tầm mắt là mặt đất trải rộng đất cát và đá màu đen, thoạt nhìn là bãi sa mạc mênh mông vô bờ. Ngẫu nhiên từ trong khe đá mọc ra một ít cây cỏ màu xanh, khiến trong này thoạt nhìn nhiều thêm một chút sinh cơ. Bầu trời cũng hiện ra màu xám đen, cho người ta một loại cảm giác mênh mông. Mà trên bãi sa mạc hoang vu này, đứng vững một tòa thành trì màu xám đen, tường thành cao tới 20-30 trượng, từ phía mở rộng ra rất xa, chiếm diện tích không nhỏ, không dưới Tiểu Hồ Thành, Vọng Nguyệt Thành. Phía trên cửa thành đối diện hẻm núi khắc rõ ba chữ lớn Ân Đô Thành rồng bay phượng múa. Có thể do nhiều năm chưa được tu sửa, nhiều nơi Ân Đô Thành đã đổ sụp tàn phá, ba chữ to trên cửa cũng rạn nứt nhiều chỗ. Hai phiến đại môn cũng bởi vì nhiều năm gió táp mưa sa, sớm đã rách nát không chịu nổi. Xuyên thấu qua đại môn, có thể nhìn thấy đường phố bên trong cũng rách nát không chịu nổi, không có chút vết chân nào. Khảo nghiệm sơn cốc đã thông qua sao? Tòa thành thị này là chuyện gì xảy ra? Nhan Tư Tịnh vô thức nhìn về phía Viên Minh, lấy như thiên lôi sai đầu đánh đó. Không biết, chỉ bất quá muốn tiếp tục thăm dò tiên phủ này, chỉ có thể tiến vào thành nội. Viên Minh bình tĩnh nói. Vì sao? Nhan Tư Tịnh khẽ giật mình hỏi. Viên Minh đưa tay chỉ phía bên phải, sau mấy khối loạn thạch đứng vững một khối bia đá thấp bé,
trên đó viết một hàng chữ nhỏ: trong Ân Đô thành, âm dương ở giữa, bí bảo trọng khí, tặng người hữu duyên. Vẫn là viên đạo hữu cẩn thận, bốn câu kia thì ba câu dễ hiểu, còn câu âm dương ở giữa là có ý gì? Nhan Tư Tịnh xem xét kỹ chữ nhỏ trên tấm bia đá, hỏi. Viên Minh cũng đang suy nghĩ ý mấy câu nói đó, nhất thời cũng không có thu hoạch. Bất kể thế nào vẫn phải vào thành tìm tòi, ta chuẩn bị vào xem, Nhan đạo hữu ngươi có tính toán gì không? Hắn mở miệng hỏi. Viên đạo hữu đã có hứng thú, tiểu nữ tự nhiên tương bồi. Nhan Tư Tịnh hơi suy nghĩ một chút, nói. Viên Minh hứa hẹn mượn dùng lực lượng Minh Nguyệt Thần diệt trừ Lôi Minh lão tổ, nếu nàng dừng bước ở đây, sẽ không cách nào nghiệm chứng thật giả, mà nơi hoang dã nhìn như yên lặng này, ai biết có nguy hiểm khác không? Viên Minh không nhiều lời dẫn đầu đi qua khe hở cửa thành, không phá hư đại môn, Nhan Tư Tịnh cũng giống vậy chui vào. Cùng lúc đó, trong một chỗ băng thiên tuyết địa, Lôi Minh lão tổ mang theo một nữ tu kết đan kỳ nhanh chóng tiến lên. Từng quái thú loại hồ màu oánh lam từ trong đống tuyết phía dưới không ngừng chui ra, nhào về phía hai người Lôi Minh lão tổ. Lôi Minh lão tổ cũng không chớp mắt, trường bào trên người bắn ra ngoài đạo đạo tử lôi, đơn giản xuyên thủng những quái thú lam hồ kia, hóa thành từng cỗ thi thể cháy đen. Sau một lát, băng tuyết phía trước cấp tốc biến mất, mặt đất mọc ra rừng rậm sum xuê um tùm, một tòa thành trì màu xám cao lớn đứng vững ở đây, vậy mà cũng là Ân Đô thành. Không chỉ như thế, chỗ tường thành, đại môn bị tàn phá giống như đúc hai người Viên Minh gặp trong hoang mạc. Lão tổ, nơi này có một tấm bia đá. Nữ tu kết đan kỳ chỉ hướng rừng cây gần đó, nơi đó đứng vững một tấm bia đá, phía trên viết văn tự giống chỗ Viên Minh gặp. Bí bảo trọng khí. Ha ha ha, rốt cuộc bắt đầu xuất hiện bảo vật. Ánh mắt Lôi Minh lão tổ lộ ra vẻ tham lam, đang muốn phi thân vào thành, đột nhiên dừng bước. Ngươi đi vào trước, gã nói với nữ tu kết đan kỳ. Nữ tu biết Lôi Minh lão tổ muốn nàng dò đường, trong lòng chửi mắng, nhưng cũng không dám không nghe theo, tế lên pháp bảo hộ thể, dẫn đầu tiến vào thành nội. Lôi Minh lão tổ thấy nàng này cũng không gặp nguy hiểm, đang muốn đi vào theo, nữ tu trong thành nội đột nhiên trống rỗng biến mất không thấy. Lôi Minh lão tổ lấy làm kinh hãi, gã một mực dùng thần thức tập trung nữ tu kết đan kỳ, nhưng cũng không nhìn ra nàng này biến mất thế nào. Cửa thành u ám phảng phất một cái miệng lớn thâm bất khả trắc, thôn phệ hết thảy kẻ dám can đảm bước vào trong đó. Lôi Minh lão tổ âm thầm kinh hãi, sắc mặt sau một hồi âm tình biến hóa qua đi, vẫn lựa chọn tiến lên, tiến vào thành nội. Vạn Sĩ Hồng đi qua Hỏa Diệm Sơn Mạch, nơi đây cũng không có yêu thú tập kích, nhưng mà trong không khí nhiệt độ cao rừng rực đủ đốt cháy hết thảy, rất nhiều hòn đá đã hòa tan thành nham tương. Vạn Sĩ Hồng đi qua trên đó, bên ngoài thân nổi lên kim quang nhàn nhạt, ngăn cách nhiệt độ cao bên ngoài, không bị ảnh hưởng. Đến điểm cuối Hỏa Diệm Sơn Mạch, một mảnh đồi núi xuất hiện ở phía trước, một tòa thành trì cao lớn đứng vững ở đây, cũng là Ân Đô thành, tình huống không khác chỗ bọn Viên Minh, Lôi Minh lão tổ nhìn thấy. Vạn Sĩ Hồng nhìn thấy bia đá gần cửa thành, sắc mặt cũng không biến hóa quá nhiều, chỉ hơi ngừng một lát, liền bay thẳng vào cửa thành, đụng nát cửa thành bị tàn phá. Tô Tử Mạc mang theo thanh niên tóc vàng mắt xanh xuyên qua một chỗ sơn lâm tràn ngập kịch độc chướng khí, phía trước cũng xuất hiện một tòa Ân Đô thành. Viên Minh và Nhan Tư Tịnh tiến vào trong Ân Đô thành, thần sắc đều biến đổi. Toàn bộ thành trì bị một cỗ lực vô hình bao phủ, thần thức hai người chịu ảnh hưởng lớn, chỉ có thể lan tràn ra cơ thể khoảng vài thước. Không chỉ như thế, cỗ lực vô hình này còn thêm vào một loại lực lượng cấm bay cổ quái nào đó. Nhan Tư Tịnh tế lên một kiện pháp khí hồ lô, định đằng không, bay lên, lập tức cảm giác được một cỗ áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bay càng cao, cỗ áp lực này đè ép càng lớn. Lấy thực lực kết đan của Nhan Tư Tịnh cũng chỉ bay cao ba trượng, đã không chịu nổi, trực tiếp bị đè xuống. Xem ra chủ nhân tiên phủ không muốn chúng ta bay lên không trung để quan sát toàn bộ thành trì. Nhan Tư Tịnh nhẹ thở ra một hơi, nói. Viên Minh động tâm, định để đệ nhất phân hồn ly thể bay ra, nhìn xem có thể bay đến giữa không trung không. Nhưng cấm chế vô hình thành nội ảnh hưởng cực lớn đến thần hồn, phân hồn cũng do hồn lực hình thành, không thể rời thân thể của hắn. Trong lòng hắn nặng nề, thần thức không thể ly thể, phân hồn cũng như thế, hồn nha tự nhiên càng không cần phải nói. Kể từ đó, huyễn thuật lợi hại nhất của hắn cơ hồ bị phế đi. Viên Minh không cam tâm, lại thử nghiệm thôi động bách quỷ dạ hành đồ, một con quỷ vật màu đỏ đầu người thân chim trống rỗng xuất hiện.
là quỷ vật kết đan kỳ hắn vừa mới thu phục trong hạp cốc bên kia, rất giống cô hoạch điểu trong truyền thuyết. Cô hoạch điểu vừa xuất hiện, lập tức vỗ cánh bay lên giữa không trung, không sử dụng pháp lực mảy may. Viên Minh muốn thử nếu cách không dùng lực, cấm chế này có kích phát hay không. Kết quả cô hoạch điểu vừa bay lên cao 3 trượng, cũng bị một cỗ áp lực khổng lồ chụp xuống. Viên Minh khẽ động, thôi động diệt hồn kiếm bay về phía trước một khoảng cách, cũng không cảm giác được áp lực. Phi hành thấp tựa hồ không ngại, hắn nhẹ nhàng thở ra. Pháp bảo có thể phi hành dưới thấp, bình thường chiến đấu không bị ảnh hưởng, tình huống không quá tuyệt vọng. Bất kể thế nào, dò xét các nơi thành nội trước đã, xem có tìm kiếm được món gọi là bí bảo trọng khí kia không. Viên Minh thu hồi diệt hồn kiếm, đi về phía trước. Con cô hoạch điểu kia, Viên Minh cũng không thu vào bách quỷ dạ hành đồ, để bay nửa trượng trên đỉnh đầu hắn. Nhan Tư Tịnh tế lên pháp bảo hộ thể, cùng Viên Minh sóng vai đi. Hai người rất nhanh đi ra mấy đường phố, không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Nhan Tư Tịnh thận trọng, mấy lần tiến vào phòng ốc hai bên đường phố tìm kiếm, cũng không có chút thu hoạch nào. Nơi này thoạt nhìn chỉ là một chỗ thành trì phổ thông, gạch ngói dùng tài liệu đều là vật phàm tục, không ẩn chứa khí tức linh lực. Ân Đô Thành này có diện tích không nhỏ, thần thức không thể tản ra, chúng ta cứ lục soát như thế, chẳng biết lúc nào mới có thể đi hết, vẫn nên chia ra tìm kiếm đi. Viên Minh đề nghị, cái này, trước mắt thành nội thoạt nhìn yên lặng, nhưng mà ai biết có gặp nguy hiểm hay không, vẫn nên cùng đồng hành, tìm kiếm chậm một chút thì chậm một chút đi. Nhan Tư Tịnh trần trừ nói, cũng được, ta để vài đầu quỷ vật đi trước tìm kiếm. Viên Minh gật gật đầu, để cô điểu bay về phía trước, lại thả ra mấy quỷ vật phương hữu đình, thiên quỷ tán nhân, bay tới các phương hướng khác nhau. Viên đạo hữu giỏi về nuôi dưỡng quỷ vật, vài đầu âm quỷ này đều có thực lực kết đan kỳ, tu tiên giới Triệu Quốc cũng có mấy môn phái giỏi về nuôi quỷ, nuôi đa phần là tiểu quỷ luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, còn kém rất rất xa viên đạo hữu, tiểu nữ bội phục. Nhan Tư Tịnh nửa lấy lòng nửa thăm dò nói. Viên Minh từ chối cho ý kiến chỉ mỉm cười, đang muốn mở miệng nói cái gì, thần sắc đột nhiên trầm xuống. Sao vậy? Nhan Tư Tịnh nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng hỏi. Vài đầu quỷ vật đột nhiên biến mất không thấy. Viên Minh trầm giọng nói một câu, bay về hướng thiên quỷ tán nhân. Nhan Tư Tịnh vội vàng đuổi theo. Hai người rất nhanh chuyển qua một chỗ giao lộ, một đầu đường phố khoáng đạt xuất hiện ở phía trước. Căn cứ Viên Minh cảm giác trước đây, thiên quỷ tán nhân mới vừa rồi bay đến nơi này, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Viên Minh đi tới chỗ sau cùng của thiên quỷ tán nhân, tra xét rõ ràng, lại không phát hiện bất cứ thứ gì. Sắc mặt hắn ngưng trọng, thiên quỷ tán nhân một đường thu nạp quỷ chướng, thực lực đã khôi phục hơn phân nửa. Chính mình giao thủ với nó, muốn thắng cũng không dễ, vậy mà vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Làm hắn kinh hãi hơn chính là, vài đầu quỷ nô kia cũng đều hư không tiêu thất như thế, dù tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng chưa chắc làm được. Điều này thật sự quá quỷ dị. Các bạn vừa nghe xong tập 37 của bộ truyện Tiên Giả của tác giả Vong Ngữ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.